Trương Nhất Trâm Trương 526, món quà đặc biệt một Từ một ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, từ Hoành Yến cũng không tính là đồng sự của Trương Dương, lúc trước gã làm đầu bếp tin của một nhà máy khai thác ở Nam Tích, sau đó bị cắt lương nên nghỉ làm, vẫn tiếp tục trong ngành nấu ăn này, đến khoảng 5 năm trước đây thì nhận thầu nhà khách của Ủy ban Thể dục, bởi vì gã cũng có một ít quan hệ trong xã hội, cho nên cũng có qua lại không tồi với các lãnh đạo của Ủy ban Thể dục, thu được không ít chính sách ưu đãi Chủ nhiệm ủy ban thể dục đời trước Chu Đại niên lúc trước đã cho Từ Hoành Yến không ít trợ giúp. Cho nên khi mà Chu Đại niên gặp chuyện không may, Từ Hoành Yến cũng rất là thấp thỏm, mắt thấy đã đến kỳ nhận thầu cuối năm nay, mà người nhìn chằm chằm vào cái nhà khách ủy ban thể dục này thì lại không ít. Từ Hoành Yến đã đi làm công tác với các phó chủ nhiệm của ủy ban thể dục hết rồi, chỉ là bây giờ lại có một lãnh đạo mới đến ủy ban thể dục, tất cả đều phải nghe theo lời nói của Trương Dương. Trương Dương vốn không có hứng thú hăng hái gì để uống rượu với Từ Hoành Yến, chỉ là con người của Từ Hoành Yến cũng có chút thông minh, hắn biết vị lãnh đạo mới đến, đang mong muốn được nghe cái gì nhất. Trải qua hai ngày quan sát, gã đã mơ hồ nhìn ra được một ít hướng đi của Ủy ban Thể dục, cũng nghe nói về tranh chấp của Trương Dương và Thôi Quốc Trụ, muốn kích thích hứng thú của người ta, nhất định phải gãi đúng chỗ ngứa trước đã. Từ Hoành Yến nói, chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói phó chủ nhiệm thôi đã nằm viện. Trương Dương gật đầu, vùi đầu ăn canh không nói chuyện. Từ Hoành Yến lại nói, con người của phó chủ nhiệm thôi thật ra cũng không tồi, nhưng mà trong phương diện chức vị. Gã lắc đầu, gã cố ý dừng lại ngay trong thời điểm mấu chốt, khiến cho Trương Dương cảm thấy hứng thú. Trương Dương cười nói, hình như anh rất hiểu ông ta. Từ Hoành Yến nói, chủ nhiệm Trương, ngài đừng xem thường tôi, tôi ăn cơm tại Ủy ban Thể dục đã 5 năm, đám lãnh đạo của Ủy ban Thể dục đến chỗ của tôi ăn căn bản là không ít, nghênh đi đón lại không ít, mỗi người có tính tình gì, có tính cách thế nào, tôi đều rõ ràng như lòng bàn tay cả. Cái này cũng không phải là tôi muốn khoác lác gì, chủ nhiệm trương, nếu như ngài có hứng thú, tối nay tôi sẽ chính thức tâm sự với ngài. Trương đại quan nhân nhất thời ý thức được từ Hoành Yến đang muốn lấy lòng mình, Trương Dương vừa mới đến Nam Tích, những cán bộ bên trong ủy ban thể dục này phần lớn đều dùng ánh mắt hoài nghi để nhìn hắn, thái độ đối với hắn cực kỳ cẩn thận, hắn không biết người ta, mà người ta cũng không biết hắn, tìm hiểu lẫn nhau cũng cần một quá trình, mà cái quá trình này cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể hoàn thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ Hoành Yến chính là con đường rút ngắn thời gian trong vấn đề tìm hiểu về Ủy ban thể dục của Trương Dương, điều này không cần nghi ngờ, Từ Hoành Yến không có sự cố kỵ giống như những người khác trong Ủy ban thể dục, bản thân gã ta đứng sát bên biên giới của Ủy ban thể dục, mà lại cực kỳ hiểu biết về Ủy ban thể dục. Một nhân vật như vậy nguyện ý chủ động tiết lộ tin tức, thì Trương đại quan nhân đương nhiên là hoang nghênh hai tay rồi. Trương Dương làm ra vẻ bình thản tự nhiên nói, "Nói thử nghe một chút đi." Từ Hoành Yến vừa nghe liền biết mình đã khơi dậy sự tò mò của Trương Dương, tặng quà cũng cần có bí quyết, món quà đó không nhất định phải là tiền tài hay tài vật, bây giờ đã là thế kỷ 20 thập niên 90 rồi, tin tức phát triển rất nhanh, vô luận là làm ăn hay quan trường, tin tức đều trở thành một thứ quan trọng không gì sánh được cả gã muốn cho Trương Dương một món quà, đó chính là tin tức, từ Hoành Yến nói, phó chủ nhiệm thôi là một cao thủ cờ vây chuyên nghiệp cấp 5, ông ta và bí thư thị ủy của chúng ta là bạn cờ tốt của nhau. Cứ cách xăm ba bữa thì lại ngồi xuống cùng đánh vài trận, hai người có thắng có thua. Trương Dương rót bia ra ly, nhấp một ngủ, hắn nghe rất chăm chú, câu nói đầu tiên của từ Hoành Yến đã thành công khi thu hút sự chú ý của hắn, thảo nào thôi quốc trụ lại được đề bạt lên làm bí thư tổ đảng, thì ra ông ta và bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên còn có một mối quan hệ như vậy, bởi vậy có thể suy ra được chuyện này là do Từ Quang Nhiên đứng phía sau bày ra, nếu thật sự là như vậy thì Từ Quang Nhiên đúng là thiếu phúc hậu thật, lúc đầu nói thế nào cũng là tôi chữa bệnh phong thấp cho ông, đối với ông có ân như thế. Tuy rằng tôi không cầu ông báo đáp, nhưng ông cũng không thể lấy oán báo ân như vậy được. Từ Hoành Yến nói, con trai của phó chủ nhiệm thôi ở tại Nhật Bản, vợ của ông ta từ mẫn mở một trường dạy cờ vây, sinh ý cũng không tồi. Lúc trước trình độ cờ vây của phó chủ nhiệm thôi cao hơn phu nhân của ông ta nhiều, chỉ là sau đó phó chủ nhiệm thôi một lòng làm chính trị, khó tránh khỏi không chuyên tâm, vì thế trình độ cờ vây cũng dừng lại không tiến, bây giờ chơi cờ với vợ của ông ta thì lại là thua nhiều thắng ít. Trương Dương cười tủm tỉm nói, ông ta và bí thư Từ chơi cờ cũng là thua nhiều thắng ít sao? Từ Hoành Yến cười nói, nửa thắng nửa thua, nếu như thua nhiều thắng ít thì chỉ sợ là ngay cả chính bí thư Từ cũng không tin hai người đồng thời nở nụ cười, đây là ý tứ hiểu được lẫn nhau. Từ Hoành Yến chạm ly với Trương Dương, uống một ngụm bia, nói chủ nhiệm ủy ban thể dục đời trước Chu Đại Niên, bây giờ bị ung thư phổi thời kỳ cuối, đang nằm xạ trị trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói, những ngày còn lại của ông ta cũng không nhiều lắm, chủ nhiệm Chu là một người cẩn thận, trong thời gian ông ta còn làm việc thì không có chiến tích gì huy hoàn cả, nhưng cũng không có sự cố nào hết, Trước khi ông ta vào bệnh viện vài ngày thì có người đồn rằng ông ta tham ô một khoản tiền của công, còn nói là muốn bỏ tù ông ta. Thật ra thì sổ sách của của Ủy ban Thể dục cũng có chút tiền, ông ta tham ô của ông cũng là vì giúp bạn bè, nghe nói là mượn 300 ngàn, bạn của ông ta cũng có viết giấy nợ, nói là hai tháng trả, chỉ là chưa đến một tháng, thì đã bị người ta lôi ra, chủ nhiệm chu cũng bởi vì chuyện này mà vừa kinh vừa sợ, cho nên bị bệnh, vào viện điều tra, phát hiện ra ung thư phổi thời kỳ cuối, nói đến đây từ Hoành Yến cười cười nói, tôi chỉ là nghe nói, việc này không có chứng cứ. Trương Dương cười nói, chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm, qua đêm nay cái gì tôi cũng không nhớ, chuyện này là do ai lôi ra. Từ Hoành Yến cười cười ngầm hiểu, tôi có nghe nói một ít, có đến mấy tin đồn lận, có người nói là có một vị phó chủ nhiệm nào đó nóng lòng muốn lên chứng, có người lại nói rằng người lôi chuyện này ra là lưu khoa của khoa tài vụ, còn có người nói rằng chủ nhiệm chu và cô trợ lý của mình có quan hệ mở ám cô trợ lý này vừa mới ly hôn cho nên muốn bức chủ nhiệm chu ly hôn chủ nhiệm chu không tình nguyện kết quả là hai người này sinh lục đục cô ta lôi chuyện của chủ nhiệm chu ra những cái này đều là tin đồn nhưng có một số việc tôi biết nói về chủ nhiệm chu ông ta là một người tốt rất lo cho gia đình làm việc cũng rất có trách nhiệm tác phong của ông ta lại không có vấn đề về chuyện tham ô khoảng tiền kia ông ta là do một lòng muốn giúp bạn bạn của ông ta khi biết chuyện này bị phanh phui ra, lập tức đem trả 300 ngàn ấy về lại. Trương Dương gật đầu nói, nếu như những tin đồn này đều là thực sự, thì con người chủ nhiệm Chu đúng là không tồi. Chương 526, món quà đặc biệt 2. Từ Hoành Yến nói, người khác nghĩ thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi cho rằng thái độ làm người của chủ nhiệm Chu không tồi, thời đại này tham quan rất nhiều, con người của chủ nhiệm Chu coi như cũng là giữ mình trong sạch, bình thường không hút thuốc không uống rượu, thật sự là không hiểu một người như vậy làm sao lại bị ung thư phổi trương dương nói tuy rằng nhân số của ủy ban thể dục nhưng mà quan viên cũng không ít từ hoành yến nói cái này thì cũng đúng bây giờ trong số các phó chủ nhiệm người lớn nhất hẳn là phó chủ nhiệm tang trước khi ngài đến khả năng ông ta tiếp nhận vị trí của chủ nhiệm chu cũng rất cao vợ của chủ nhiệm tang là người của ủy ban quốc tư điều kiện gia đình cũng không tệ lắm có con trai đang học đại học nghe nói đứa con trai của ông ta khi còn bé đã mắc bệnh tim bẩm sinh, sau đó được chính viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 2 Trung Lâm chữa khỏi, cho nên chủ nhiệm tang vẫn luôn xem viện trưởng Trung là ân nhân. Trương Dương nhớ đến tối hôm nay Trung Lâm chỉ gọi một cú điện thoại mà đã gọi tang kim đường đến, thì ra bên trong còn có nguyên nhân như vậy, hèn chi tang kim đường lại nể mặt của Trung Lâm như vậy. Trái ngược với bí thư thị ủy từ Quang Nhiên, ông ta thì có ý lấy oán báo ơn đây mà. Nhưng mà Trương Dương cũng có thể hiểu được, theo hắn thấy thì mình chính là quan viên do Hạ Bá Đạt điều tới, mà giữa từ Quang Nhiên và Hạ Bá Đạt thì đã tồn tại mâu thuẫn từ lâu rồi, cho nên cũng nảy sinh ra suy nghĩ không tốt với mình, ông ta nhằm vào mình cũng là điều bình thường. Từ Hoành Yến càng nói càng hăng hái, Phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương cũng có thành tựu rất cao trong giới thể dục, lúc trước từng là quán quân cầu lông châu Á, còn trước quán quân trong nước thì giành được rất nhiều, nhưng mà trong lúc ông ta đạt được phong độ tốt nhất, lại bất ngờ bị chấn thương, làm gián đoạn cuộc đời vận động viên của ông ta, cái này cũng đã trở thành hối tiếc lớn nhất trong đời của ông ta. Về phần Lưu Cương và Đoạn Kiến Trung, Từ Hoành Yến cũng không có nói gì cả, hai người này vẫn đều cúi rất thấp trong ủy ban thể dục, cũng không phải là nhân vật quan trọng, ngược lại chỉ có trợ lý chủ nhiệm Tiêu Điều Mẫn, Từ Hoành Yến có nhấn mạnh một chút, thật ra có nhiều công việc cụ thể trong ủy ban thể dục đều là do chủ nhiệm Tiêu làm cả, cô ta rất có năng lực, một người phụ nữ quá tập trung vào công việc thì dễ bỏ quên gia đình của mình vì thế năm ngoái tình cảm của cô ta và chồng rốt cục đã tan vỡ. Hai người đã ly hôn, bên ngoài đều đồn rằng cô ta và một vị lãnh đạo nào đó có quan hệ mờ ám, chuyện này mới dẫn đến hôn nhân tan vỡ, thật ra tất cả đều là nhảm nhí cả, con người của chủ nhiệm tiêu không có chuyện gì cả, cô ta cũng không cần phải lấy lòng vị lãnh đạo kia. Trương Dương đương nhiên biết rõ vị lãnh đạo trong miệng của Từ Hoành Yến chính là chủ nhiệm ủy ban thể dục đời trước Chu Đại Niên rồi. Sau khi Từ Hoành Yến chỉ ra các đảng viên trong ủy ban thể dục xong, rồi nâng ly lên chạm ly với Trương Dương một cái, nói: "Chủ nhiệm Trương, tối nay tôi uống say, nói hơn nhiều, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng nha." Trương Dương cười nói: "Nói chuyện phiếm mà thôi, tôi cũng rất thích nói chuyện phiếm với anh." Trong lòng Từ Hoành Yến mừng thầm, lời nói của Trương Dương đã cho thấy rằng lời nói của mình đã có giá trị với hắn, lá gan của Từ Hoành Yến cũng tự nhiên to lên một chút. Muốn gây ấn tượng mạnh đối với vị lãnh đạo mới này, Từ Hoành Yến nói chủ nhiệm Trương, có vài lời không nên nhưng tôi muốn nói, bây giờ ngài đến tiếp nhận công tác của Ủy ban thể dục không đúng lúc. Trương Dương mỉm cười nói, tại sao lại nói như vậy? Từ Hoành Yến nói, tôi không biết các thành phố khác thế nào, nhưng mà ở Nam Tích, các đơn vị của Ủy ban thể dục cũng đều là cơ quan nhà nước, cấp bậc thì có, nhưng mà quyền lực bản thân lại chẳng có bao nhiêu cả, muốn ở chỗ này làm ra thành tựu thì không phải dễ dàng nhưng mà muốn nghĩ dưỡng thì lại rất dễ, chủ nhiệm trương tuổi còn trẻ quá, tiền đồ rộng lớn, đến nơi này thật chất chỉ là qua đường mà thôi, nếu như lúc trước, đến nơi này để điều chỉnh tố chất thì cũng có thể xem là một lựa chọn tốt. Nhưng mà sang năm Nam Tích sẽ tổ chức đại hội thể thao của tỉnh, chuyện của Ủy ban thể dục tự nhiên cũng nhiều lên, bảng huy chương. Bảng thành tích, thứ hạng ra sao, không chỉ có các lãnh đạo quan tâm, mà ngay cả dân chúng cũng quan tâm, Địa vị của Ủy ban thể dục sẽ đột nhiên trở nên quan trọng chưa từng có, trăm ngàn vinh nhục đều tập trung lên trên Ủy ban thể dục cả, vô luận là lúc trước ngài làm bao nhiêu công tác, nhưng nếu trong đại hội lần này không giành được thành tích tốt, thì chẳng khác nào là chưa làm cái gì cả, dân chúng sẽ cho rằng ngài không biết làm việc, lãnh đạo sẽ cho rằng ngài không có năng lực. Trương Dương cười nói, anh vừa nói như vậy, làm tôi thấy đúng là không phải lúc thật. Từ Hoành Yến vốn không muốn nói như vậy, chỉ là tối hôm nay đã uống hơi nhiều rượu hơn nữa gã cũng có ý định lôi kéo làm quen với trương dương muốn gây ấn tượng sâu sắc đối với trương dương khiến cho trương dương coi trọng gã muốn làm được những điểm này thì không tung ra tài liệu thật thì không được từ hoành yến nói nói một hồi liền quên mất mục đích ngay từ đầu của mình là gì gã thấp giọng nói tôi là một trong những người đứng xem tôi có thể nhìn ra nhiệm vụ mà thành phố giao cho ủy ban thể dục phải giành được cái gì đó trong bảng xếp hạng nhưng thành phố lại không cho ủy ban thể dục quyền lực chân chính gì cả, tiền bạc thì chậm trễ không chịu đưa, xây dựng trung tâm thể dục mới thì không có liên quan gì đến ủy ban thể dục, muốn con ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ, đúng là khó thật. Trương Dương cười ha hả, những lời nói tối nay của Từ Hoành Yến đối với hắn rất có tác dụng, từ đại khái hắn đã có thể thấy được một ít manh mối trong các quan hệ của ủy ban thể dục, chủ đại niên là quan tham hay quan thanh đều không có bất kỳ quan hệ nào với hắn cả, dù sao cũng đã trở thành quá khứ rồi. Về phần thôi quốc trụ được từ Quang Nhiên đưa lên làm bí thư tổ đảng kia, cần một thời gian dài mới có thể đi ra khỏi bệnh viện được, muốn tranh quyền đoạt lợi với tôi à, vào chỗ mát mẻ mà nghỉ ngơi đi. Những phó chủ nhiệm khác, Trương Dương căn bản là không để vào trong mắt. Từ Hoành Yến nói, chủ nhiệm Trương, tôi còn nghe nói một việc, không biết là thật hay giả. Trương Dương nói, anh nói đi. Từ Hoành Yến nói, tôi nghe nói ngài trong hội nghị đã vỗ ngực nói rằng Nói chúng ta phải giành lấy vị trí hạng nhất của cả hai bảng huy chương và bảng thành tích. Trương Dương cười gật đầu nói, không sai, tôi quả thật có nói như vậy. Từ Hoành Yến thở dài nói, chủ nhiệm Trương, có thể ngài không rõ ràng về tình trạng thể dục của Nam Tích cho lắm, Nam Tích trong giới thể dục bình hải này căn bản là không có danh tiếng gì cả, lần này thành phố đưa ra mục tiêu tiến vào hạng 3 trong bảng huy chương thôi cũng đã khó mà thực hiện được. Trương Dương nói, quản lý Từ, anh không biết gì về tôi cả. Chỉ cần là người hiểu biết về tôi thì đều rõ, con người của tôi nói được là làm được. Trong lòng Từ Hoành Yến ngẩn ra, tràn ngập kinh ngạc nhìn Trương Dương, gã từ trong ánh mắt tràn ngập tự tin mãnh liệt của Trương Dương mà ý thức được rằng, Trương Dương không phải là ăn nói lung tung không có mục đích, nhưng mà Từ Hoành Yến vẫn không thể tin tưởng được, Nam Thích sẽ giành được vị trí hạng nhất của hai bảng huy chương và bảng thành tích lần này, một thành phố có cơ sở thể dục thể thao yếu kém như vậy, không có khả năng phát triển nhảy vọt chỉ trong một năm ngắn ngủi. Trương Dương nói: "Vạn sự khởi đầu nan, tôi cảm thấy bắt đầu tại Ủy ban thể dục của Nam Tích cũng không tồi, tôi tin tưởng rằng các đồng chí xung quanh sẽ ngày càng phối hợp với công tác của tôi." Từ Hoành Yến không nói gì cả, yên lặng nhìn Trương Dương, gã có chút không rõ vì sao, luôn cảm thấy rằng vị chủ nhiệm Ủy ban thể dục trẻ tuổi này có một mùi vị không giống người bình thường. "Thôi quốc trụ thật sự ngã bệnh, nhưng mà không ai tra ra là bệnh gì cả, bệnh viện nhân dân số 2 đặc biệt mời chuyên gia từ trong tỉnh đến." chuyên gia sau khi hội chuyển xong, cũng đưa ra kết luận là ông ta căn bản không có bệnh, trong lòng thầm nghĩ không nói ông ta giả vờ bệnh đã là rất khách khí rồi. chương 526, món quà đặc biệt 3 Thôi quốc trụ nằm viện đến ngày thứ ba, thì chủ nhiệm ủy ban thể dục đời trước Chu Đại Niên đã chết, Trương Dương mang theo các đảng viên của ủy ban thể dục đến gia đình của Chu Đại Niên để tiến hành an ủi. Khi phúng viếng xong, dưới đề nghị của hắn, đám người này lại đi đến bệnh viện nhân dân số 2 để thăm Thôi Quốc trụ. Thôi Quốc trụ nằm trên giường bệnh, tình trạng lúc này còn kém hơn lúc mới nhập viện nữa, vợ của ông từ mẫn ngồi ở một bên, mặt mày xám xịt, bà ta vừa mới đi hỏi chuyên gia về, bây giờ tất cả mọi người đều bó tay với bệnh của Thôi Quốc trụ cả, cho rằng Thôi Quốc trụ không bệnh mà bị ám ảnh trong tâm lý, ông ta tự cho rằng bản thân có bệnh, chuyên gia còn đề nghị nên mời bác sĩ tâm lý để xem bệnh cho Thôi Quốc trụ. Từ trong miệng của chồng từ mẫn biết rằng, người chọc tức chồng bị bệnh, biến thành bộ dạng như vậy, đầu sỏ gây ra vụ việc này chính là Trương Dương. Khi nhìn thấy Trương Dương, bà ta đương nhiên là không được vui vẻ rồi. Trương Dương cười tủm tỉm kêu một tiếng chị dâu. Từ mẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái, căn bản là không thèm để ý đến hắn, xoay người cầm lấy bình thủy đi lấy nước, bà ta cũng là người có tố chất, mấy cái chuyện chửi đồng này nọ bà không làm được, chỉ thông qua phương thức này để phát tiết sự bất mãn. Thôi Quốc trụ nằm ở trên giường, mặt đầy phiền muộn nhìn Trương Dương, ông cũng không rõ mình rốt cuộc là bị cái gì. Lúc đầu là giả vờ bệnh, chỉ là khi đến bệnh viện rồi, thì tình trạng thân thể càng ngày càng không tốt, bây giờ toàn thân không có một chút sức lực, Thôi Quốc trụ bắt đầu lo lắng, nếu như loại tình huống này mà còn tiếp tục kéo dài, thì ông sợ rằng sẽ chịu không nổi. Trương Dương cười nói, "Bí thư thôi, ngày hôm nay cảm thấy thế nào?" Giọng của Thôi Quốc trụ đã khàn khàn vô lực, cũng tốt không bị tức chết. Mấy đảng viên nhìn thấy bộ dạng của Thôi Quốc Trụ cũng có chút đồng tình, không ai ngờ rằng khi Thôi Quốc Trụ vào bệnh viện thì tình huống lại trở nên không được tốt đẹp. Trương Dương nói, bí thư thôi à, ông mau chóng khỏe lại đi, chuyện của chủ nhiệm chu ông cũng nghe nói đến chứ. Thôi Quốc Trụ sửng sốt một chút, ông nằm trong phòng bệnh, tin tức bị bế tắc, cũng không biết được tin chu đại niên đã qua đời. Trương Dương nói, sáng sớm ngày hôm nay, đồng chí chu đại niên đã qua đời vì bệnh, cũng nằm tại cùng một bệnh viện, ông nằm tại lầu 7, ông ta nằm ở lầu 17, ai, thật sự đáng tiếc. Mọi người xung quanh đều nghe ra, vị chủ nhiệm trương này đúng là xấu thật, bây giờ đem tin tức chu đại niên đã chết nói cho Thôi Quốc Trụ biết, căn bản là muốn gây thêm áp lực tâm lý cho Thôi Quốc Trụ mà. Sắc mặt của Thôi Quốc Trụ thay đổi ngay, tuy rằng ông đã sớm biết chu đại niên mắc bệnh nan y, nhưng mà lúc trước thân thể của ông rất tốt không phát hiện ra cái gì cả, cùng lắm thì chỉ có chút cảm nhẹ thôi, Bây giờ ông nằm cùng một bệnh viện, nhưng đến lúc này rồi mà bác sĩ vẫn không chuẩn đoán ra được ông mắc bệnh gì cả. Vợ ông thì nói ông không có bệnh, nhưng mà ông lại không cho là như vậy, rõ ràng là toàn thân ông không có một chút sức lực nào hết, tại sao lại có thể không bệnh? Lẽ nào, lẽ nào mình mắc bệnh nan y? Tất cả mọi người đều gạt mình, nghĩ đến đây, thôi quốc trụ liền sợ hãi, trên mặt không còn một chút máu. Trương Dương thở dài nói, bí thư thôi, ông mau chóng khỏe lại đi, bây giờ công tác của ủy ban thể dục đang chờ ông làm thiếu ông chúng tôi thiếu đi một tâm phúc bây giờ bên ngoài đều có lời đồn nói phong thủy của ủy ban thể dục chúng ta không được tốt nói cái chức bí thư tổ đảng này có xung khắc với ủy ban thể dục nói những người lên làm bí thư tổ đảng đều không may bí thư thôi ông đừng để trong lòng chúng ta đều là đảng viên là người theo chủ nghĩa duy vật mấy thứ như vậy không thể tin những lời nói của trương dương làm cho thôi quốc trụ dùng mình một cái ngay cả sắc mặt của Tan Kim Đường cũng phải thay đổi, hai tay ông ta nắm chặt lại, trong lòng bàn tay ướt nhẹp, đầy mồ hôi lạnh, tuy rằng ông biết những lời này của Trương Dương rõ ràng là có ý đả kích thôi Quốc Trụ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đâu phải chỉ có như vậy thôi đâu. Chu đại niên lúc trước làm bí thư tổ đảng, bị ung thư phổi, hôm nay đã qua đời, thôi Quốc Trụ vừa mới lên làm bí thư tổ đảng một ngày mà đã phải vào bệnh viện, cái chức bí thư tổ đảng của ủy ban thể dục quả thật cũng đúng là điểm xấu. Trương Dương giả vờ vỗ vỗ mờ u bàn tay của Thôi Quốc Trụ, nói, bí thư thôi à, mau chóng khỏe lại nha, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi đều chờ mong ngày ông khỏe lại, mau chóng trở về cương vị công tác. Thôi Quốc Trụ cắn môi, trong đầu trống rỗng, những chữ mà Trương Dương và các đảng viên an ủi cũng không nghe vào được, thậm chí là đám người này đi ra khi nào ông cũng không biết. Từ mẫn trở về phòng bệnh, thấy bộ dạng hồn phách thất lạc của chồng, không nhịn được hỏi ông làm sao vậy. Thôi Quốc trụ nói, tôi rốt cục là bị bệnh gì? Từ Mẫn nói, tôi không phải đã nói với ông rồi sao? Chuyên gia nói tâm lý của ông có vấn đề, không có bệnh. Thôi Quốc trụ nói, bà gạt tôi, tất cả mọi người đều gạt tôi, có phải là tôi mắc bệnh nan y không? Các người sợ tôi không chịu nổi, cho nên không nói cho tôi biết. Bà nói đi, có phải tôi bị bệnh nan y không? Tôi có phải là không sống được lâu nữa không? lúc nói ra những lời này vành mắt của ông đỏ lên tố chất tâm lý của thôi quốc trụ đúng là quá kém cỏi rồi từ mẫn có chút phiền muộn bà cả giận nói thôi quốc trụ ông còn không chịu yên nữa à hai ngày nay vì ông ngay cả trường học tôi cũng không đến kiểm tra gì ông cũng đã làm rồi bác sĩ đều kiểm tra cho ông chỉ số thân thể của ông rất bình thường nhìn ông kia mặt mũi hồng hào thân thể khỏe mạnh ông có thể bị bệnh gì chứ thôi quốc trụ nói bà đừng gạt tôi Tôi nhìn ra được mà, bà đừng có gạt tôi nữa, Từ Mẫn, tôi không sợ chết, tôi có thể chịu được, bà nói thật cho tôi biết đi, tôi có quyền biết bệnh tình của mình. Từ Mẫn nói, ông có bệnh đó, ông có bệnh tâm thần đấy. Thôi Quốc trụ nói, đừng gạt tôi, nếu như tôi mắc bệnh nan y thì đừng tốn tiền cho tôi nữa, dùng tiền cũng vô dụng thôi, cũng không trị hết được đâu, cuối cùng cũng làm phí tiền cả, để dành tiền gửi cho con trai, nó ở nước ngoài. Cần dùng tiền hơn, nói đến đây thôi quốc trụ không khỏi nghẹn ngào. Từ mẫn thấy bộ dạng của chồng như vậy trong lòng vừa giận vừa thương tiếc, bà rõ ràng hơn hơn thôi quốc trụ nhiều, sở dĩ chồng biến thành cái bộ dạng như vậy, căn bản là do cái trước bí thư tổ đảng kia. Từ mẫn nhẫn nhịn lại, ôn nhu nói, lão thôi, ông thật sự không có bệnh. Thôi quốc trụ kéo tay của vợ, nói từ mẫn, nhiều năm qua bà theo tôi không có một ngày lành nào hết, con trai đến trường cũng dựa vào một mình bà cả, tôi xin lỗi bà, từ Mẫn nói, "Đừng nói lung tung. Nước mắt của Thôi Quốc trụ cũng đã rơi xuống rồi, Mẫn, bà còn trẻ, tôi đi, bà không thể ở giá vì tôi, sau này gặp phải người nào tốt thì thì gả cho người ta đi." Nói đến đây, Thôi Quốc trụ đau khổ ôm mặt khóc. Từ Mẫn nghe vậy vành mắt cũng đỏ lên, nhưng mà lời nói tiếp theo của chồng căn bản là rất khó nghe, bà tức giận đến nổi vươn ngón tay ra nhéo vào tai của Thôi Quốc trụ một cái, "Ông có bệnh rồi, đầu óc bị hỏng rồi, suốt ngày muốn làm quan." Chỉ là ông nhìn bộ dạng của ông hiện giờ đi, yếu mà cứ thích ra gió, ông làm gì có bản lĩnh làm quan. Người ta chọc tức ông, ông liền bệnh, ông không có bệnh, ông thật sự không có bệnh, trong lòng ông chẳng qua là không bỏ được điểm này, tôi không cần làm quan, tôi không cần ông làm bí thư gì cả, ông đã lớn tuổi như vậy rồi, lấy cái gì mà tranh chấp với người ta chứ? Cái gì cũng nhìn không thấu, hai chúng ta thiếu ăn thiếu mặc sao? Là tôi đối với ông không tốt, hay là con trai không hiếu thuận với ông? Ông già rồi nên hồ đồ hay sao mà lại nói ra những lời như vậy hả?" Từ Mẫn vừa nói vừa ôm lấy đầu vai của Thôi Quốc Trụ. Chương 526, món quà đặc biệt 4. Thôi Quốc Trụ buồn bã nói, "Mẫn, các người đều tốt, là tôi không tốt, bây giờ tôi không muốn gì cả, nếu như tôi có thể vượt qua được chuyện này, tôi sẽ không tranh cái gì nữa, cái gì cũng không tranh nữa, nhưng nhưng mà bây giờ đã không còn kịp rồi." Từ Mẫn nói, "Sao lại không kịp?" ông không có bệnh, ngay từ đầu là ông giả bệnh thôi. Thôi quốc trụ nói, nhưng mà, lại thành sự thật rồi, tôi thật sự có bệnh, bây giờ ngay cả sức để bước đi tôi cũng không có. Nói đến đây, ông bỗng nhiên dừng lại một chút, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ quái dị. Từ mẫn nói, làm sao vậy? Thôi quốc trụ lúng túng nói, tôi, tôi đái dầm. Chủ nhiệm khoa tiết niệu từ Quang Thắng cũng được mời đến để hội trần cho thôi quốc trụ, từ Quang Thắng sau khi làm kiểm tra cho thôi quốc trụ, cũng cho rằng thôi quốc trụ không có bệnh. Từ mẫn ngồi trong phòng làm việc, bà lo lắng hỏi, "Chủ nhiệm Từ, kiểm tra cái gì lão thôi nhà tôi cũng đã làm hết rồi, đều nói là ông ấy không có bệnh, nhưng mà bây giờ ông ấy căn bản giống một người có bệnh trong người rồi." Từ Quang Thắng cười nói, "Ông ấy không có bệnh, nhiều chuyên gia và bác sĩ như vậy không có lý do để lừa các người, theo tôi thấy, bí thư thôi có vấn đề trong tâm lý." Thật ra bệnh viện chúng tôi đã từng gặp qua một ca bệnh như vậy, một người khỏe mạnh, bởi vì bị kích thích từ một sự kiện, cho nên không ngừng tự cho ám chỉ với tâm lý, ám chỉ rằng bản thân bị một căn bệnh không thể trị được, loại ám chỉ liên tục nhiều lần như vậy sẽ làm cho người đó xuất hiện bệnh trạng, nhưng mà nặng như bí thư thôi thì lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy. Từ mẫn nói, chủ nhiệm từ, ngài xem tôi nên làm cái gì bây giờ? Lão thôi nếu còn tiếp tục như vậy, tình trạng thân thể sẽ ngày càng kém hơn tôi lo rằng ông ấy sớm muộn cũng sẽ bị tâm thần thôi. Từ Quang Thắng nói, muốn chữa tốt cho ông ấy cũng rất đơn giản, tìm ra nguyên nhân làm xuất hiện vấn đề tâm lý của ông ấy, làm rõ ràng xem rốt cục là cái gì đã khiến cho ông ấy xuất hiện tình huống như vậy. Từ Mẫn cắn cắn môi, chồng xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân là do Trương Dương, là Trương Dương đã chọc cho chồng bị tức đến hôn mê, sau đó mới biến thành cái dạng này. Từ Mẫn ý thức được, chồng mình không thích hợp để làm quan, nếu như không có cái chức bí thư tổ đảng này, thì tất cả đều rất tốt đẹp, cái chân chính hại chồng mình chính là cái chức vụ này. Bí thư thị ủy từ Quang Nhiên và Bộ trưởng Tổ chức Hà Anh Bồi lúc ngồi bàn công tác, vô tình nhớ đến chuyện của ủy ban thể dục, ông ta hỏi thôi quốc trụ đi làm chưa? Bộ trưởng Tổ chức Hà Anh Bồi cười khổ lắc đầu nói, tôi đang muốn nói với ông chuyện này, thôi quốc trụ đã đưa đơn từ trước rồi, bởi vì nguyên nhân thân thể, cho nên ông ấy không cách nào đảm nhiệm công tác bí thư tổ đảng của ủy ban thể dục được nữa, để lãnh đạo tuyển chọn người khác, lúc nói xong, Hà Anh Bồi còn bổ sung thêm, thư từ trước là do vợ của ông ta đưa đến. Từ quang nhiên nhíu nhíu mày, thôi quốc trụ là do ông đề bạt, nhưng mà chưa ngồi lên vị trí bí thư tổ đảng của Ủy ban thể dục đủ một ngày, thì đã phải vào bệnh viện, từ quang nhiên nói, theo ông thấy, thì ai thích hợp làm bí thư tổ đảng. Hà Anh Bồi nói, bí thư từ, gần đây tôi có nghe một lời đồn, nói rằng cái chức bí thư tổ đảng của Ủy ban thể dục là điểm xấu, lúc trước Chu Đại Niên làm bí thư tổ đảng của Ủy ban Thể dục thì mắc bệnh ung thư, thôi quốc trụ vừa mới lên một ngày thì đã phải vào bệnh vi hệ, bây giờ tất cả mọi người đều thấy vị trí này là điểm xấu, tôi thấy không ai dám tiếp nhận đâu. Từ Quang Nhiên cười nói, nhảm nhí, những lời đồn bên ngoài mà có thể tin được sao, chúng ta là những người theo chủ nghĩa duy vật, ai lại tin tưởng những thứ của chủ nghĩa duy tâm chứ? Hạ Anh Bồi nói, bí thư từ, chuyện này quả thật không thể tin, nhưng mà lần này thôi quốc trụ sở dĩ sinh bệnh, nguyên nhân chủ yếu là do xảy ra xung đột với Trương Dương trên công tác. Cá nhân tôi cho rằng công tác của Ủy ban Thể dục gần đây rất là quan trọng, lãnh đạo không nên gây ra nhiều chia rẻ thì mới tốt. Hạ Anh Bồi nói chuyện rất huyền chuyển, ông ta cũng tỏ vẻ ủng hộ chính đảng tách biệt đối với Từ Quang Nhiên. Từ Quang Nhiên nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn một chút, dựa lưng về sau ghế, suy nghĩ một chút rồi nói, người thanh niên Trương Dương này làm việc không có nguyên tắc, giao cả ủy ban thể dục cho hắn, tôi sợ là sẽ xảy ra chuyện. Hạ Anh bồi cười nói, không giao quyền cho hắn, cũng xảy ra không ít chuyện, nếu như hắn muốn gây chuyện, có năng lực gây chuyện, thì cứ cho hắn một khoảng không gian, thanh niên bây giờ đều có tâm lý chống đối cả, giữ chặt lại chưa chắc đã là chuyện tốt gì. Đề nghị của Hạ Anh bồi đã làm cho từ quang nhiên khẽ động, ngay từ đầu ông đã có cảm giác mâu thuẫn với việc Trương Dương đến đây, cái này không phải là vì quan hệ cá nhân, nói đến quan hệ cá nhân, ông và trương dương cũng có quan hệ không tồi. lúc đầu chứng bệnh phong thấp của ông chính là do trương dương chữa tốt, nhưng mà người thanh niên trương dương này lại có tiếng là gây chuyện. hạ bá đạt mời hắn đến nam thích, ngoài miệng nói là chủ ý của bí thư trưởng tỉnh ủy diêm quốc đào, từ quang nhiên không tin, không ai cam nguyện nhàn hạ làm kẻ dưới cả. hạ bá đạt cũng không ngoại lệ. từ khi người này đến nam thích, từ quang nhiên đã khống chế tất cả quyền lực lại. hạ bá đạt là thị trưởng trên danh nghĩa nhưng mà quyền lực thực tế thì còn không bằng thường vụ phó thị trưởng thường lăng không nữa. Từ quang nhiên loại trừ hạ bá đặt ra khỏi công trình trọng điểm càng nước sâu, bề ngoài thì hạ bá đạt không biểu hiện ý kiến gì, vẫn tỏ vẻ hòa hợp với ông, nhưng mà trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì, thì chỉ có bản thân hạ bá đặt là biết rõ nhất. Công trình cảng nước sâu bởi vì gặp phải vấn đề tài chính nên bị dừng lại, mà trong thời khắc mấu chốt này, trong tỉnh lại điều trợ thủ đắc lực nhất của từ quang nhiên là thường lăng không đến Lam Sơn, từ Quang Nhiên cũng đã ngửi thấy một chút mùi vị không bình thường trong trận mưa gió này, mà Hạ Bá đạt đúng lúc này lại mời một kẻ nổi tiếng là gây sự như Trương Dương đến Nam Tích, mục đích của ông ta tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hạng Vũ Múa Kiếm là có mục đích, Từ Quang Nhiên cũng đã có kết luận ở trong lòng, Hạ Bá đạt đưa Trương Dương đến đây, mục đích chính là muốn nhằm vào mình. Gã ta bây giờ đã cực kỳ bất mãn về chuyện phân phối quyền lực ở Nam Tích hiện nay, Hạ Bá đạt gã muốn đoạt được quyền nói chuyện nhiều hơn. Từ Quang Nhiên nâng Thôi Quốc Trụ lên, mục đích là muốn phân chia quyền lực của Trương Dương, cái này cũng không phải là tư thù, mà là ông đang lo lắng cho đại cục, nhưng mà Từ Quang Nhiên trăm triệu lần không ngờ rằng Thôi Quốc Trụ lại là một người kém cỏi như vậy, vừa mới làm bí thư tổ đảng nửa ngày mà đã phải vào bệnh viện, bây giờ thông qua vợ của mình để đưa đơn từ chức. Xem ra mình đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Trương Dương rồi, nhưng mà lại đánh giá cao năng lực lãnh đạo của Thôi Quốc Trụ năng lực của thôi quốc trụ trong phương diện này không bằng trình độ đánh cờ của ông ta rồi. chương 526, món quà đặc biệt năm Hạ Anh bồi cho rằng từ quang nhiên đang cố ý xé to chuyện của Ủy ban Thể dục, vốn chẳng qua chỉ là một cơ quan nhà nước nho nhỏ, cho dù giao chức bí thư tổ đảng cho Ủy ban Thể dục, thì hắn ở trong Ủy ban Thể dục cũng không thể gây ra được sóng gió gì cả, cần gì phải chọc tên nhóc này lên cơn. Có thể là chuyện cảng nước sâu đã làm cho từ quang nhiên hết đường xoay sở, cho nên thái độ làm việc không còn được như trước. Một lãnh đạo của một thành phố, nếu quá câu nệ vào một chỗ tình tiết nhỏ, thì không phải là một chuyện tốt gì. Từ quang nhiên rốt cục đã lên tiếng, đồng ý thư từ chức bí thư tổ đảng của ông ta, giao chức bí thư tổ đảng này cho đồng chí Trương Dương đảm nhiệm. Khối đá lớn trong lòng Hạ Anh bồi rốt cục đã rơi xuống, nên sớm giải quyết như vậy, đây vốn là một chuyện rất đương nhiên rồi, đi hết một vòng tròn lớn, cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu. Bên ủy ban thể dục nhanh chóng nhận được thông báo, thôi quốc trụ vì bệnh nên từ chức bí thư tổ đảng và sẽ do chủ nhiệm ủy ban thể dục Trương Dương kiêm nhiệm luôn bí thư tổ đảng của ủy ban thể dục. Tất cả đảng viên khi nhận được tin tức này, không có bất kỳ ai biểu thị dị nghị cả, ai cũng thấy được kết quả của thôi quốc trụ rồi, cái chức bí thư tổ đảng này từ lâu đã trở thành một điểm gở trong lòng bọn họ, trở thành một danh từ mà ai cũng tránh. Trương đại quan nhân chủ trì hội nghị tổ đảng vốn phải là do hắn chủ trì hắn nói chuyện rất dối trá các vị đồng chí, cái chức bí thư tổ đảng này tôi vốn không muốn đảm nhiệm, nhưng tổ chức lại giao chức vụ này cho tôi, tôi chuẩn bị tìm lãnh đạo để nói chuyện, tôi chỉ chủ trình hành chính, trong công tác tôi còn thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm, tôi chuẩn bị đề cử phó chủ nhiệm tang lên đảm nhiệm bí thư tổ đảng. Tang Kim Đường vốn chuẩn bị giả câm giả điếc, nhưng mà nghe thấy lời nói như vậy không thể không lên tiếng, vội vàng xua tay nói, tôi cũng không được đâu, cậu để cho tôi làm phó bí thư là được rồi, Tôi cũng tự hiểu lấy mình mà, tang kim đường đột nhiên trở nên khiêm tốn như vậy đương nhiên là có nguyên nhân rồi. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thôi quốc trụ bị trương dương chọc tức đến hôn mê ngay tại chỗ. Tang kim đường rõ ràng đã cảm thụ được quyền lực siêu cường trên người thằng nhãi này, bây giờ ngoài miệng thì hắn ta nói rất dễ nghe. Bộ dạng cũng rất vui vẻ, biểu hiện ra bên ngoài cũng rất khiên tốn, tất cả đều giả dối. Sở dĩ hắn ta nói như vậy chính là muốn nhắc nhở mình đừng có chú ý gì với cái chức bí thư tổ đảng này cả. Các đảng viên khác không nói chuyện, bọn họ cũng đã thay đổi thái độ đối với Trương Dương rất nhiều, ngay từ đầu là coi thường, đã trở thành coi trọng không ít, tất cả mọi người đều phát hiện ra, người thanh niên này có thể leo lên cấp chính sử trong độ tuổi còn trẻ như vậy không phải là dựa vào may mắn, người ta có thủ đoạn, thôi quốc trụ vừa mới làm bí thư tổ đảng được nửa ngày mà đã phải vào bệnh viện rồi, nghe nói bây giờ thần kinh còn có chút vấn đề, luôn hoài nghi mình mắc bệnh nan y nữa. Trương Dương cố ý thở dài một hơi, Nói, không châu bắt chó đi cày, đều nghe nói cái chức bí thư tổ đảng của ủy ban thể dục chúng ta là một điểm gở, nếu tất cả mọi người đều không muốn, vậy chỉ có tôi tới, ai kêu tôi là chủ nhiệm ủy ban thể dục chứ? Thân là lãnh đạo đứng đầu của ủy ban thể dục, tôi không vào địa ngục thì ai vào? Lời này tràn ngập ý tứ khoác lác một cách trắng trợn, Trương đại quan nhân thông qua những lời này mà truyền đạt đến tất cả người ngồi ở đây hai tin tức, một là tôi không muốn làm, là các người không muốn làm, cho nên tôi đứng ra gánh chịu thay cho các người. Hai là tôi mới chính là người đứng đầu của ủy ban thể dục này, chính đảng đều nằm trong tay tôi, địa vị lãnh đạo của tôi là không thể lay động. Tuy rằng Trương Đại quan nhân đã thành công chiếm được vị trí đứng đầu của ủy ban thể dục rồi, những đảng viên khác cũng không có dị nghị gì cả, nhưng cái này không có nghĩa rằng những người này về sau sẽ tâm phục khẩu phục, Tang Kim Đường thừa nhận rằng thằng nhãi này có chút thủ đoạn, bây giờ cũng lười tranh đấu với hắn, ông ta đã lăn lộn trong thể chế nhiều năm rồi hiểu được cái đạo lý gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào cả, Trương Dương mới đến ủy ban thể dục, đem lửa giận trong lòng ra thiêu đốt một phen. Ai chủ động đứng ra lãnh nhận không phải là tự tìm xấu hổ sao? Thôi quốc trụ đã chứng minh điểm này, tăng kim đường lạnh lùng nhìn Trương Dương, trong lòng nói, mày cứ đắc chí đi, ủy ban thể dục không phải là chỗ mà mày muốn làm mưa làm gió là được đâu, không cần bao lâu sau, mày sẽ biết cái gì gọi là bốn hướng đều là địch. Đàm luận trong hội nghị tổ đảng cũng không phải chỉ nói về công tác đảng đơn thuần như vậy. Phó chủ nhiệm Lưu Cương nhắc đến chuyện của Chu Đại Niên, ngày mốt thi thể của Chu Đại Niên sẽ được hỏa táng. Dựa theo lệ cũ, trước khi thi thể được hỏa táng thì sẽ có nghi thức cáo biệt di thể, mở một lễ truy điệu. Trên thực tế thì cấp bậc của Chu Đại Niên cũng có thể được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhưng mà bởi vì chuyện tham ô công khỏa, cho nên lễ truy điệu lần này cũng trở nên xử lý không tốt. Lưu Cương nói, Thành phố vẫn chưa có ý kiến về chuyện xử lý đồng chí Chu Đại Niên. ủy ban thể dục chúng ta hẳn là nên làm cái gì đó trong lễ truy điệu, nên viết thế nào về cuộc đời của ông ta cũng không dễ làm." Trương Dương nói, người đã chết rồi, còn xử lý cái gì? Tổ trưởng kỷ luật đoạn kiến chung nói, người tuy rằng đã chết, nhưng mà vấn đề vẫn còn, không thể bởi vì người đã chết mà khuyết điểm của người đó cũng được xóa bỏ. Trương Dương nói, chuyện này tôi thấy chúng ta nên tận lực để ý đến cảm thụ của người nhà nữa, cho dù đồng chí Chu Đại Niên lúc còn sống đã phạm phải một ít sai lầm, nhưng đã được sửa chữa, và cũng không phải là tội ác tay trời gì cả, đều nói nhân tình trên quan trường rất mỏng, nếu như chúng ta mà tuyệt tình như vậy, thì gia đình và người khác sẽ nghĩ thế nào? Tôi cho rằng, bên phương diện ủy ban thể dục chúng ta, cần ra tiền thì ra tiền, cần ra sức thì ra sức, lễ truy điệu ngày mốt của chủ nhiệm Chu, mặc kệ là các người nghĩ thế nào, Tôi nhất định sẽ tham gia, những lời nói của Trương Dương rất là có khí phách, lập tức khơi dậy sự tán thành của mọi người. Lý Hồng Dương là một trong số đó, Lý Hồng Dương nói, chủ nhiệm Trương nói đúng, người đã chết rồi, còn xử lý cái gì nữa. Vấn đề mà đồng chí Chu Đại niên phạm phải chỉ là tham ô khoản công, mà số tiền ấy cũng đã được trả lại rồi, sai phạm của ông ấy đương nhiên là có cấp trên truy cứu, chúng ta tham gia lễ truy điệu của ông ấy là hướng về tình nghĩa đồng chí với ông ấy. Ai không phạm phải sai lầm chứ, không thể bởi vì phạm vào một sai lầm mà phủ định tất cả của người ta, ai dám nói rằng đồng chí Chu Đại Nai sáu không có cống hiến đối với ủy ban thể dục chúng ta chứ? Chương 527, mục tiêu rõ ràng một. Tiêu điều, điều mẫn nói, tôi thấy chủ nhiệm Chu là người tốt, cô ta có thể nói ra những lời này trước mặt mọi người cần một dũng khí nhất định, rất nhiều người đều nói ở sau lưng rằng Chu Đại Nhiên lúc còn sống có mờ ám với cô ta. Tăng Kim Đường cũng tỏ thái độ sẽ đi tham gia lễ truy điệu Chu Đại Niên. Các đảng viên sau khi quyết định xong, Trương Dương bắt đầu thay đổi trọng tâm câu chuyện. Hắn mỉm cười nói, hai ngày lúc ở hội nghị động viên, tôi đưa ra mục tiêu muốn giành được hạng nhất của cả hai bảng thành tích và bảng huy chương. Rất nhiều người biểu thị không hiểu, cho rằng ta không biết tình huống nam tích, cho rằng tôi khoác lác, ăn nói lung tung. Ngày hôm nay chúng ta đem vấn đề này ra để thảo luận lại một chút. Trong chuyện này, các đảng viên căn bản không cần thảo luận ý kiến hay thống nhất, nói Trương Dương rất khoác lác, ăn nói lung tung, Nam Tích đạt được hạng nhất của cả hai bảng căn bản là thị điều vớ vẩn, nhưng hiện tại Trương Dương là chủ nhiệm ủy ban thể dục và thành công giành lấy chức bí thư tổ đảng, khô dù là muốn đưa ra ý kiến phản đối cũng phải uyển chuyển một chút. Các đảng viên nhìn nhau, không ai dám lên tiếng nói trước, cuối cùng vẫn là Lý Hồng Dương có tính tình tương đối thẳng thắn, Lý Hồng Dương người thứ nhất mở miệng nói: "Chủ nhiệm Trương Tôi cho rằng với trình độ thể dục hiện tại của Nam Tích, muốn giành được hạng nhất của hai bảng trong đại hội lần này là không có khả năng, muốn thực hiện mục tiêu này phải trải qua một quá trình tương đối lớn, nếu như lãnh đạo thành phố đủ coi trọng giới thể dục thì rất có thể trong lần đại hội kế tiếp chúng ta sẽ thực hiện được, nhưng không phải bây giờ. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Lý Hồng Dương, hắn đến Nam Tích không lâu, với hiểu biết của hắn đối với Lý Hồng Dương, người này là người nói chuyện can đảm nhất trong các đảng viên. Tổ trưởng kỷ luật đoạn kiến trung cũng nói, trong điểm này tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Hồng Dương, thành phố cho chúng ta mục tiêu vào hạng 3, áp lực chúng ta phải chịu đựng đã rất lớn, hạng nhất ai đều muốn tranh, nhưng mà chúng ta cũng phải có thực lực, nếu như chúng ta hô khẩu hiệu ra sớm, sau đó nếu như thành tích không được, ảnh hưởng quá lớn, chẳng phải là làm giới thể dục bình hải cười đến rụng răng. Sở dĩ tôi cho rằng, chúng ta nên đưa ra tranh đoạt khẩu hiệu hạng 3, trên cơ sở thực hiện mục tiêu này, cố gắng đạt được thành tích tốt các đảng viên khác đều gật đầu. Trương Dương nói, thoạt nhìn mọi người không có lòng tin đối với thể dục nam tích chúng ta. Tang Kim Đường nói, chủ nhiệm Trương, tôi thấy giảm mục tiêu xuống thấp một chút không phải là chuyện xấu gì, ít nhất là đối với ủy ban thể dục chúng ta mà nói, là có dư có thừa. Trương Dương cười nói, chuyện còn chưa có làm, mà bắt đầu tính đường lui, có dư có thừa sao, như vậy lúc nào chúng ta cũng sẽ không dốc hết toàn lực, khi con người đang tử chiến đến cùng, thường thường sẽ kích phát ra tiềm lực lớn nhất của bản thân. Các người nói tôi muốn gây náo động cũng được, muốn mượn đại hội lần này để đốt lửa giận cũng được. Lần này tôi cho mọi người một mục tiêu rõ ràng, muốn giành lấy hạng nhất của cả hai bảng trong đại hội thể dục thể thao lần này của Bình Hải, bảng Huy chương và bảng Thành Thích. Điểm này tuyệt đối không thay đổi. Tất cả đảng viên đều im lặng, thằng nhãi này không thực tế, hơn nữa còn thích khoác lác, mục tiêu là cậu nói ra, sau đó thực hiện không được thì chính cậu tự đánh vào miệng mình người mất mặt nhất cũng chính là cậu. Trương Dương biết các đảng viên không có một ai tán thành với mình, hắn cười cười nói, nếu mục tiêu đã xác định rồi, vậy mọi người nói thử xem, cho tôi chút ý kiến, xem chúng ta thực hiện mục tiêu này như thế nào. Vẫn không ai nói gì như cũ. Trương Dương nói, trong phương diện công tác thể dục, tôi là một người mới, các người đều có kinh nghiệm hơn tôi, tầng lãnh đạo chúng ta là dân chủ, là tự do, mọi người không cần cố kỵ, có cái gì nói cái đó, chỉ cần là đề nghị hợp lý, tôi sẽ tiếp thu. Hắn ý thức được ngày hôm nay nếu không điểm danh, khẳng định không ai nguyện ý chủ động lên tiếng. Trương Dương nhìn phía Lý Hồng Dương nói, chủ nhiệm Lý, anh không chỉ là lãnh đạo ủy ban thể dục, lúc trước còn là vận động viên ưu tú nhất nam tích chúng ta, anh nói vài câu. Lý Hồng Dương nghe thấy Trương Dương điểm danh mình, muốn giả câm điếc cũng khó, đành kiên trì nói, nếu chủ nhiệm Trương kêu tôi nói, tôi cũng nói vài câu, Nam Tích muốn giành được đệ nhất của cả hai bảng trong lần đại hội này, vô luận là có khả năng bao nhiêu, công tác chúng ta an bài đầu tiên chính là phải động viên tất cả vận động viên ưu tú trong nước trở về. Mọi người cũng biết, mỗi thành phố đều có các vận động viên cấp quốc gia, những vận động viên này không coi trọng đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh. Rất ít khi đến loại đại hội cấp tỉnh như vậy, nếu như chúng ta làm tốt công tác động viên, bảo đảm vận động viên ưu tú Nam Tích có thể quay về toàn bộ để tham gia đại hội lần này. Như vậy thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh không ít, ngoài ra nếu vận động viên ưu tú của các thành phố khác không thể trở về toàn bộ, chúng ta có thể chiếm ưu thế nhất định. Phó chủ nhiệm Lưu Cương nói, vận động viên trong đội tuyển quốc gia của Nam Tích chúng ta tính ra chỉ có 7 người, cho dù 7 người này tất cả đều trở về, thì trong bọn họ có một vận động viên bóng rổ, một cầu thủ bóng đá, không tính về thi đấu đồng đội, 5 người này tham gia thi đấu đơn tất cả đều lấy được quán quân cả, nhưng cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Mà lần này chúng ta phải thi đấu đồng đội chứ không phải thi đấu đơn, căn cứ theo kết quả của đại hội thể thao tỉnh lần trước mà xem, vị trí thứ nhất trên bảng huy chương chính là Giang Thành. Bọn họ tổng cộng thu được 68 huy chương vàng, nam tích chúng ta chỉ chiếm được có 11 huy chương, quá tranh lệch. Trương Dương nói, khác biệt giữa huy chương vàng và huy chương bạc chỉ có một ít, chỉ cần các vận động viên của chúng ta khắc khổ luyện tập thì thành tích sẽ tăng lên. Tang Kim Đường thiếu chút nữa đã bật cười thành tích rồi người thường, là một người thường không hơn không kém, mày cho rằng thể dục thể thao dễ làm như vậy sao? Trong thời gian một năm, những vận động viên này chỉ dựa vào chăm chỉ luyện tập thì có thể tăng cường thành tích à? Tang Kim Đường nói ra những lời uyển chuyển, khắc khổ luyện tập chỉ là một trong các nhân tố mà thôi, còn có trình độ huấn luyện viên và tố chất bản thân của vận động viên, chỉ khi mấy cái điều kiện này được thỏa mãn, thì thành tích mới có thể tăng lên được. Trợ lý chủ nhiệm tiêu điều mẫn nói, Huấn luyện viên cao cấp quả thật có thể khơi dậy tác dụng then chốt, muốn đề cao trình độ thi đấu thể thao chỉnh thể, thì cần phải có sự cam kết của huấn luyện viên cao cấp trong nước. Đoạn kiến chung cũng lên tiếng, bây giờ là xã hội kinh tế, chuyện gì cũng dựa vào tiền, tài chính mà ủy ban thể dục có thể vận dụng lại chẳng có bao nhiêu cả. Mời huấn luyện viên cao cấp cần dùng tiền, mua thiết bị tập luyện hiện đại cũng cần tiền, vận động viên đạt được thành tích tốt, tiền thường cũng cần tiền, những số tiền này tính ra cũng là một con số không nhỏ số tiền này chỉ có thể đi đến thành phố mà xin, mà tài chính của thành phố bây giờ tập trung cho thể dục chủ yếu đều đặt vào trong trung tâm thể dục mới cả. Làm gì còn tiền để quan tâm đến phương diện này? Nhắc đến tiền, mọi người liền lập tức trầm xuống, thật ra thì đám người trong ủy ban thể dục cũng đang bị nghẹn đến sắp chết rồi, xây dựng trung tâm thể dục mới thì hất cảng của ủy ban thể dục ra ngoài, quyết định lần này của thành phố rõ ràng có chút sai lầm. Trương Dương nói, nhắc đến trung tâm thể dục mới, hai ngày trước tôi có bớt chút thời gian đến công trường nhìn một chút, công trình tiến triển rất thong thả, phần sân bên trong trung tâm thể dục còn chưa xây xong, càng không cần phải nói về khu luyện tập. Ở hiện trường công trường, có rất nhiều công nhân đang đình công tiêu cực, nghe nói tiền lương của bọn họ bỏ khất mấy tháng rồi, công nhân không lấy được tiền đương nhiên là không có nhiệt tình rồi. chương 527, Mục tiêu rõ ràng hai Lý Hồng Dương nói, nghe nói gần đây tài chính của thành phố có chút căng thẳng, Đầu tư của cảng nước sâu xuất hiện vấn đề. Tang Kim Đường nói, xây dựng trung tâm thể dục mới không có liên quan gì đến ủy ban thể dục chúng ta cả, bọn họ xây xong thì chúng ta vào đó mà đấu, xây không xong thì dùn sân thể dục cũ mà đấu, dù sao thì thành phố cũng chỉ muốn thành tích hạng ba mà thôi. Cả một đám đảng viên khi nói về chuyện này đều mang theo một ít tâm tình trong người. Trương Dương nói, mời huấn luyện viên cao cấp, mua thiết bị luyện tập hiện đại, nâng cao trình độ sinh hoạt của vận động viên tài chính trong phương diện này tôi sẽ phụ trách, một câu nói làm cho tất cả mọi người sửng sốt, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về hướng Trương Dương, trong đó tràn ngập thành phần nửa tin nửa ngờ. Trương Dương cười nói, thế nào? Không tin tôi, lúc trước tôi xuất thân từ chiêu thương đấy, chiêu thương dẫn tư là điểm mạnh của tôi. Đám người này ít nhiều gì cũng đã từng nghe nói về quá khứ của Trương Dương rồi, trong lòng bắt đầu phỏng trưng, hay là thằng nhãi này thật sự có bản lĩnh trong phương diện này trương dương nói chúng ta phân công sơ bộ một chút chủ nhiệm lý xuất thân từ vận động viên anh hiểu biết nhiều hơn chúng ta cần cải tiến thiết bị tập luyện ở đây công tác thống kê tôi giao cho anh chủ nhiệm tăng phụ trách liên hệ với các huấn luyện viên cao cấp trong nước nhất là trong các hạng mục chúng ta nhất định phải giành được huy chương vàng thì càng phải tìm người cao cấp nhất tăng kim đường nói huấn luyện viên cao cấp thì nhiều nhưng đáng tiếc là người ta chưa chắc đã chịu đến chỗ chúng ta trương dương nói có tiền có thể sai ma khiến quỷ bây giờ không có tiền thì không làm được gì cả, ông chỉ cần đi điều tra, điều tra rõ tình huống thu nhập hiện tại của bọn họ, người ta cho 10 ngàn, chúng ta cho 20 ngàn, tiền lương là tiền lương, lúc đoạt quán quân còn có tiền thưởng, tôi không tin là không mời được huấn luyện viên ưu tú nhất, hắn lại nói với tiêu điều mẫn, chị tiêu phụ trách liên hệ với các vận động viên nam thích, nhất định phải bảo đảm tất cả vận động viên ưu tú có thể trở về quê nhà để tham gia đại hội thể thao của tỉnh. Điều tra tình huống gia đình của bọn họ rõ ràng cho tôi, nếu mà cần thiết thì phải làm tốt công tác tư tưởng với người nhà của bọn họ. Về phần đoạn kiến Chung, nhiệm vụ mà Trương Dương cho hắn chính là giữ vững kỷ luật của Ủy ban Thể dục, chỉnh đốn lại bầu không khí của huấn luyện viên và vận động viên. Ngày đó trong hội nghị động viên, Trương Dương đã thấy rất rõ biểu hiện ngạo mạn của huấn luyện viên Dương Quảng Chí rồi. Sau khi phân công nhiệm vụ xong, Trương Dương tuyên bố tan họp. Các đảng viên khác cũng không nói gì cả, vì các phương án mà Trương Dương phân bố đều rất hợp lý nếu như có thể thật sự mời đến huấn luyện viên cao cấp đến đây, mua được thiết bị luyện tập tối tân, khẳng định có tác dụng xúc tiến trình độ thể dục thể thao của Nam Tích bây giờ. Nhưng mà tất cả cái này được thành lập trên cơ sở có tiền, nếu như hắn không có tài chính, thì tất cả sẽ trở thành lời nói suông. Lúc tan họp, Lý Hồng Dương cũng không lập tức rời đi, mà ở lại nói chuyện với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu một chút. Trương Dương gật đầu nói, chủ nhiệm Lý nói đi. Lý Hồng Dương nói, là như vậy, nếu như nói đến hạng mục thể dục có ưu thế nhất tại Nam Tích chúng ta thì phải kể đến thể thao, huấn luyện viên Dương Quảng Trí có hai người đệ tử trong đội tuyển quốc gia, còn có một đứa con gái trong đội tuyển trẻ quốc gia nữa. Trong đại hội lần trước, bao gồm cả đội của tỉnh, huấn luyện Dương có tổng cộng 7 học trò trở về, mà 7 người này trở thành chủ lực mạnh nhất trong đội hình thể thao của Nam Tích chúng ta, trong đại hội thể dục thể thao của tỉnh, ở các hạng mục thể thao. Chúng ta đã thu đến 6 huy chương vàng. Trương Dương bỗng nhiên nhớ đến những lời vừa mới nói trong cuộc họp khi nãy, Nam Tích giành được tổng cộng 11 huy chương vàng trong lần đại hội trước, sáu cái của thể thao, chẳng phải nói là thể thao chiếm hơn phân nửa, là đứa con vàng của Nam Tích sao? Lý Hồng Dương nói, cho nên thái độ của huấn luyện Dương rất quan trọng, lần này tôi sẽ nói chuyện với ông ta, mong rằng ông ta có thể động viên các học trò của mình trở về tham gia, nhưng mà từ thái độ của ông ta mà xem, có chút. Trương đại quan nhân nở nụ cười. Tiếng cười của hắn đã cắt đứt lời nói của Lý Hồng Dương, Trương Dương nói, có phải là huấn luyện Dương không muốn phối hợp với công tác của chúng ta không? Lý Hồng Dương nói, cái này thì không phải, ông ta nói đến lúc đó còn có các trận đấu quan trọng hơn, chưa chắc đã có thể trở về dự thi, nói chung là không sảng khoái như lần trước. Trương Dương nói, có phải là bởi vì tôi đắc tội ông ta không? Lý Hồng Dương cười cười không nói gì cả, thầm nghĩ trong lòng coi như cậu cũng là một người thông minh. Lần trước Trương Dương ngay trước mặt nhiều người như vậy đuổi thẳng Cổ Dương Quảng Trí ra khỏi hội nghị, con người của Dương Quảng Trí lại cực kỳ trọng sĩ diệt từ trước đến giờ luôn tự nhận là có địa vị cao cả trong giới thể dục nam thích, một chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến như Trương Dương lại khiến cho ông ta mất mặt, khó xử. Lúc Lý Hồng Dương đi tìm ông ta để nói chuyện, Dương Quảng Trí có nói rằng, chỉ cần Trương Dương chịu đến nói chuyện với mình, nói rõ hơn là muốn Trương Dương đến xin lỗi. Dương Quảng Trí cũng đã quyết định rồi. Nếu như lần này Trương Dương không cúi đầu xin lỗi, thì lần này ông ta cũng tuyệt đối không động viên học trò trở về dự thi. Lý Hồng Dương tuy rằng không nói rõ, nhưng mà Trương Dương đã đoán được mục đích của Dương Quảng Trí, hắn cười chẳng đáng, nói: "Nếu như ông ta không phân rõ đại cục, nếu như o quan tâm đến vinh dự tập thể của Nam Tích, vậy thì sau này ông ta cũng đừng mơ được lăn lộn trong giới thể dục của Nam Tích. Tôi nói được là làm được, chủ nhiệm Lý, ông không ngại chuyển cáo nguyên văn lời nói của tôi cho ông ta biết chứ?" Lý Hồng Dương cũng không ngờ rằng thái độ của Trương Dương lại kiên quyết như vậy, đứng ngơ ngác ra đó trong giây lát. Trương Dương trở về phòng làm việc, thấy vợ của Thôi Quốc Trụ là Từ Mẫn đứng bên ngoài, trong lòng cũng không thấy gì gọi là sửng sốt cả, không cần hỏi, Từ Mẫn khẳng định là đến vì hắn rồi. Ra mặt của Trương Đại Quan Nhân bây giờ đã sớm tu luyện đến mức cầm búa đập vào cũng không mẻ, cười tùm tìm nói, chỉ dâu, chị đến rồi, vừa nãy em đang họp, mau vào trong phòng ngồi. Vành mắt của Từ Mẫn có chút đỏ lên, bà ta đến tính sổ với Trương Dương đấy chứ, nhưng mà con người của Từ Mẫn kiềm chế quá tốt, vốn muốn nổi giận lên chửi Trương Dương một trận ngay trong ủy ban thể dục này, thậm chí là muốn xông lên đánh cho hắn một bạt tay, giúp cho chồng của mình chút giận, nhưng mà khi đi đến ủy ban thể dục rồi, nhìn thấy Trương Dương, bà ta lại không làm ra loại chuyện đó. Kiềm chế có đôi khi lại trở thành một sự ràng buộc của con người. Chương 527, mục tiêu rõ ràng ba Trương Dương mời từ mẫn vào trong phòng làm việc, thằng nhãi này ít nhiều gì cũng có chút có thật giật mình, thôi quốc trụ bây giờ bị như vậy cũng là do hắn hãm hại cả, nhưng mà ai kêu bản thân ông ta ngu ngốc, cam tâm đứng ra làm bia đỡ đạn thay cho người khác chứ. Trương Dương tươi cười nói, chị dâu, chị uống cà phê hay trà? Giọng nói của từ mẫn lạnh như băng, tôi không uống gì cả, ngày hôm nay tôi đến đây, là muốn hỏi cậu một chút, lão thôi nhà chúng tôi rốt cục đã đắc tội thế nào với cậu? sao cậu lại phải hại ông ấy thảm như vậy? Nói đến đây, mũi của từ mẫn sót lên, nước mắt cũng đã rơi xuống, cái này cũng khó trách từ mẫn đau lòng, tình huống của thôi quốc trụ càng ngày càng kém, lúc đầu là không đi đường được, đến ngày hôm nay thì ngay cả tiểu tiện đại tiện cũng không khống chế được, phổ luận là ai đến hội trần, cũng đều nói là thôi quốc trụ không có bệnh gì hết, nói là tâm lý của ông ta có vấn đề, tự ám chỉ chính mình là có bệnh. Từ mẫn vốn nghĩ là không muốn đi tìm Trương Dương, chỉ là chủ nhiệm khoa tiết niệu từ quang thắng đã chỉ cho bà một con đường từ quang thắng cũng cảm thấy từ mẫn đáng thương gã và từ mẫn có quan hệ cũng không tồi con trai của gã học cờ vây ngay trong trường học của từ mẫn mà loại bệnh của thôi quốc trụ gã cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bạn học cũ của, của gã phó thị trưởng thành phố tĩnh hải vương quảng chính làn trước cũng có tình huống không khác biệt gì thôi quốc trụ bây giờ cả dùng tiêu thiên chiêu bôi vào chỗ ấy rồi phương thuốc cũng là do chính trương dương đưa cho gã Thôi Quốc Trụ và Vương Quảng Chính có một điểm giống nhau, chính là đều đắc tội với Trương Dương, xem ra đắc tội với tên nhóc này đều có kết quả không được hay ho mấy. Từ Quang thắng đương nhiên là không thể nói thẳng nghi vấn của mình ra được, mà chỉ ám chỉ từ mẫn rằng, Giải Linh cần có người tu hệ linh, ai gây ra vấn đề tâm lý cho Thôi Quốc Trụ thì tìm người đó đến nói chuyện với Thôi Quốc Trụ, cởi mở khúc mắc của ông ta là được rồi, cho nên từ mẫn ôm mục đích này mà đến tìm Trương Dương. Trương Dương cười nói, "Chị dâu Chị đừng có gấp, chủ nhiệm thôi sinh bệnh, tôi cũng rất đau buồn. Cậu đau buồn, còn lão thôi nhà chúng tôi thì bị cậu chọc tức lên. Nụ cười của Trương Dương vẫn không thay đổi, chị dâu, em có thể hiểu tâm tình của chị, hay là như vậy đi, em đi theo chị đến bệnh viện, nói chuyện giải sầu cho chủ nhiệm thôi, nói rõ mọi chuyện ra, để trong lòng ông ấy không còn nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Từ mẫn thở dài nói, Tiểu Trương à, lão thôi nhà chúng tôi không có bản lĩnh gì cả. Tôi không muốn ông ấy làm cán bộ gì hết, cũng không muốn ông ấy tranh giành cái gì với ai cả, chỉ muốn ông ấy có thể bình an làm đến nghỉ hưu thôi, rồi về nhà dưỡng già, đến độ tuổi của chúng tôi rồi, không có cái gì quan trọng hơn sức khỏe cả." Trương Dương gật đầu nói, "Chị dâu, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, từ mẫn nghĩ như vậy, nhưng mà thôi quốc trụ lại không nghĩ như vậy, nếu như thôi quốc trụ có thể có được một phần suy nghĩ của vợ thì mọi chuyện cũng không biết thành nông nỗi như thế, ông ta cũng không gặp phải đau khổ như vậy." Trương Dương đi theo từ mẫn đến bệnh viện nhân dân số 2, từ khi Thôi Quốc Trụ nằm viện đến nay, đây là lần thứ ba hắn đến thăm Thôi Quốc Trụ. Thôi Quốc Trụ cũng không muốn gặp hắn, thấy Trương Dương cười tủm tỉm đi vào, Thôi Quốc Trụ hận không thể lượm giày lên mà ném vào mặt thằng khốn này, chỉ đáng tiếc là ông không có một chút sức nào hết. Trương Dương đi đến ngồi xuống bên người Thôi Quốc Trụ, cười nói thân thể của chủ nhiệm Thôi gần đây thế nào. Thôi Quốc Trụ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, từ mẫn nói lão thôi chủ nhiệm trương đến thăm ông đó thôi quốc trụ vẫn nhắm mắt lại trương dương cười nói chị dâu không có gì đâu để em và chủ nhiệm thôi nói riêng vài câu từ mẫn do dự một lát cuối cùng vẫn rời khỏi phòng bệnh bà đúng là không có bệnh pháp nếu như thôi quốc trụ gặp phải cái dạng này chỉ có thể đưa ông ta đến tỉnh thành để tìm chuyên gia tâm lý mà thôi khi từ mẫn ra ngoài cũng không quên đóng cửa phòng lại trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Trương Dương và Thôi Quốc Trụ. Trương Dương nói, "Chủ nhiệm thôi, thành phố cho tôi tạm thời đảm nhiệm bí thư tổ đảng của ủy ban thể dục." Thôi Quốc Trụ hừ một tiếng, thấp giọng nói, "Cậu hài lòng rồi chứ?" Trương Dương nói, "Chủ nhiệm thôi, thật ra thì tôi cũng không có hứng thú gì với công tác này cả, những người hiểu tôi đều biết, con người của tôi không sợ việc, trọng trách càng nghiêm trọng tôi càng thích thú, nếu như tổ chức an bài cho tôi chức vị gì thì tôi sẽ làm chức vị đó." hơn nữa còn làm cho tốt. Thôi quốc trụ nói, tôi không có hứng thú. Trương Dương nói, ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi cũng không cần lòng vòng với ông, chủ nhiệm thôi, tôi thấy ông không có bệnh, ông bị vấn đề tâm lý mà thôi. Thôi quốc trụ nói, tôi không cần cậu thương hại, cũng không cần cậu an ủi, bệnh của tôi tôi tự biết, cậu yên tâm, tôi sẽ không suy sụp, tôi không cần cầu cậu. Trương Dương nói, chúng ta đều là đảng viên, đảng viên thì không sợ nói thật, Lúc tôi cõng ông lên xe cấp cứu, có phải là ông đã tỉnh rồi không? Trong lòng thôi quốc trụ cả kinh, thằng nhãi này làm sao mà biết. Ông ta cho rằng Trương Dương cố ý lừa mình, liền lạnh lùng nói, tôi không đê tiện như cậu nghĩ vậy đâu. Trương Dương cười nói, đó chính là do tôi đã chọc cho ông giận thành như vậy, nếu như ông bị bệnh bởi vì tôi, chủ nhiệm thôi, tôi xin lỗi ông, người Trung Hoa chúng ta có câu, muốn người không biết thì đừng có làm, thật ra lúc tôi cõng ông lên xe tôi đã có thể cảm giác được hô hấp và nhịp đập tim của ông tiết tấu đột nhiên thay đổi tôi đoán chắc rằng ông đã tỉnh thôi quốc trụ nghe hắn nói vậy mặt già đỏ lên nhắm chặt hai mắt không nói lời nào cả trương dương nói tôi biết ông giận tôi cho nên muốn mượn chuyện này để cho tôi một bài học ông ở bệnh viện mọi chuyện trở nên ẩm ý lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm hẳn là sẽ nghiêm phạt tôi thôi quốc trụ có chút hoảng hốt chối tôi không nghĩ như vậy Trương Dương đưa tay cầm lấy cổ tay của Thôi Quốc Trụ, ngón tay điểm nhẹ lên mạch môn của ông, Thôi Quốc Trụ cảm thấy một trận đau đớn, không tự chủ mở hai mắt ra, ngạc nhiên nói cậu muốn làm gì. Trương Dương nói, một người nói dối cũng không dễ dàng, ông bình thường cũng đánh cờ vây, hẳn là cũng giỏi về quan sát biểu tình tâm lý của người khác, chủ nhiệm thôi à, nếu như ông nói ra lời thật, thì trong lòng hẳn là sẽ dễ chịu hơn nhiều. Thôi Quốc Trụ cũng đã không nhịn được nữa, ông lớn tiếng nói, đúng vậy tôi đã tỉnh tôi muốn mượn chuyện này để cho cậu một bài học cậu là một người trẻ tuổi không hiểu cách tôn trọng người khác không phải là tôi muốn làm cái bí thư tổ đảng này là tổ chức muốn tôi làm cậu ít nhất cũng phải biểu thị sự tôn trọng cơ bản đối với tôi chứ cậu không có tôi biết cậu thấy tôi làm bí thư tổ đảng thì không vừa mắt cho rằng tôi đoạt danh tiếng của cậu đoạt quyền lực của cậu bây giờ tôi đã từ chức rồi cậu cũng được như nguyện rồi cậu thỏa mãn chưa thôi quốc trụ nói ra nhiều như vậy Phiền muộn dồn nén trong lòng mấy ngày hôm nay cũng biến mất rất nhiều. Trương Dương cười cười nói, tôi biết mà. Cậu biết cái gì, đảng viên trong ủy ban thể dục ai không có kinh nghiệm phong phú hơn cậu. Cậu căn bản chỉ là một người thường mà thôi, cậu thì biết cái gì? Cậu có kinh nghiệm công tác tương quan sao? Ăn nói lung tung, chỉ biết bốc phép, nói cái gì mà muốn giành hạng nhất của cả hai bảng. Cậu cho rằng làm lãnh đạo chỉ cần khoác lác là được sao? Công tác là cần làm đến nơi đến chốn chứ không phải khoác lác bốc phét là xong. chương 527, mục tiêu rõ ràng 4. Trương Dương nói, ông làm sao mà biết tôi không làm được. Thôi quốc trụ nói, cậu làm được hay không được không liên quan gì đến tôi, dù sao thì tôi cũng không có cơ hội trở về công tác. Trương Dương nói, ông cho rằng mình mắc phải bệnh nan y sao. Thôi quốc trụ N1 oi, tôi có bệnh gì cũng không liên quan đến cậu, tôi sống hay chết là chuyện của tôi trương dương nói thông qua chuyện này tôi phát hiện ra ông là một người mềm yếu không có chút đảm đương chỉ là tôi không rõ ràng một người như ông sao có thể là một cán bộ tốt được cho dù công tác của ủy ban thể dục giao hết cho ông ông có năng lực có can đảm gánh vác sao thôi quốc trụ trừng mắt lên quát cậu còn muốn chọc tức chết tôi đúng không cậu đi ra ngoài cho tôi không ai mời cậu cả cậu cút ngay cho tôi trương dương cười cười nói ông đó thật sự là buồn cười một người lớn giả đầu rồi mà còn nằm trên giường giả bệnh ông hận tôi ghét tôi có gan sao ông không đứng lên đuổi tôi đi ngay cả bản lĩnh đứng lên ông cũng không có chỉ biết giả bệnh tranh thủ sự đồng tình thôi quốc trụ cả dập nói đồ khốn nạn tôi đứng lên cho cậu coi ông ta bị trương dương kích thích đến kích động quên mất mình còn đang bệnh lật chăn lên xuống giường cầm lấy bình hoa trên đầu giường ném về hướng đầu của trương dương quát cút ngay cho tôi trương đại quan nhân vung tay lên nhẹ nhàng tiếp lấy bình hoa. Từ mẫn lo lắng hai người ở riêng một chỗ sẽ có chuyện, nên sau khi đi ra liền đứng cách cửa không xa, nghe thấy tiếng khắc khẩu ầm ý bên trong, bà vội vàng vọt đến cửa mở ra, thì nhìn thấy thôi quốc trụ cầm lấy bình hoa ném về hướng trương dương, từ mẫn hoảng hốt kêu lên, lão thôi, ông làm gì vậy? Thôi quốc trụ vung tay chỉ vào trương dương nói, ngày hôm nay tôi không dạy dỗ thằng nhóc này là không được, công tác gì đó tôi mặc kệ, cái gì tôi cũng mặc kệ, trương dương vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đặt bình hoa xuống nói với từ mẫn chị dâu chị có thấy không tôi nói ông ấy giả bệnh mà chủ nhiệm thôi tôi sai rồi ông cũng đừng chấp nhất với tôi nữa tôi đi còn không được sao nhưng mà ông lớn tuổi như vậy rồi cũng đừng chơi mấy trò của con nít nữa đừng làm chị dâu lo lắng không có bệnh thì mau xuất viện đi ủy ban thể dục còn không ít công tác đang đợi ông trở về làm tôi nói lại lần nữa nhé cuối tuần này nếu không đi làm thì tôi sẽ trừ lương nghỉ việc của ông đấy, thằng nhãi này nói xong, liền xoay người rời đi. Thôi quốc trụ hét lớn, cậu dụa vào cái gì mà sai khiến tôi, tôi. Lúc này ông mới ý thức được là vợ mình đang liếc lạnh nhìn mình. Hai chân của thôi quốc trụ lập tức mềm ra, ngồi xuống giường, nói tôi làm sao thế này. Từ mẫn nói, giả bộ, ông đang giả bộ đấy, thôi quốc trụ ơi là thôi quốc trụ, tôi rốt cuộc đã nhìn rõ ông, ông sống hơn nửa đời người rồi, mà thì ra lại không có chút tiền đồ gì hết, ông không phải là bị bệnh sao? Ông không phải nói là toàn thân không có một chút sức lực sao, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được. Thôi quốc trụ nói, tôi. Từ mẫn sông lên nhéo lấy lỗ tai của thôi quốc trụ, ủy khuất hai ngày nay rốt cuộc đã tìm được chỗ phát tiết, ông là đồ khốn, làm quan quan trọng như vậy sao? Ông cứ liều mạng vì nó, rồi ông giả bệnh, giả vờ bệnh. Bà đánh lên vai của thôi quốc trụ, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống, khóc nói, đồ không có lương tâm, ông có biết là tôi lo lắng lắm không, ông chỉ biết lo làm quan, chỉ biết đấu với người khác, ông có nghĩ đến cảm xúc của tôi hay không? Ông có nghĩ đến hay không? Tâm tình của Thôi Quốc trụ lúc này cũng không cách nào hình dung được, từ sau khi nổi nóng xong, thì thể lực của ông lại đột nhiên khôi phục một cách thần kỳ, thân thể cũng không còn chút nào không khỏe nữa, nhưng mà chuyện này có nói cho ai nghe cũng chẳng ai tin tưởng cả, bởi vì ngay từ đầu mọi người đều cho rằng ông giả bệnh cả. Thôi quốc trụ nói, Mẫn, anh, anh thật sự không có giả bộ. Từ Mẫn dùng tay đẩy ông qua một bên, đứng dậy cầm lấy cái túi của mình, đi ra đến cửa rồi nói lại một câu, họ thôi kia, buổi tối ngày hôm nay nếu như ông không trở về nhà, thì ngày mai chúng ta ra tòa án gặp mặt. Thôi quốc trụ vội vã nói, đừng, đừng, tôi xuất viện, tôi xuất viện còn không được sao. Từ khi Trương Dương đi đến Nam Tích đến giờ, thì vẫn là lần đầu tiên gặp bí thư thị ủy từ Quang Nhiên, lịch làm việc bình thường của Từ Quang Nhiên cũng rất kín, nhưng mà ông vẫn rút thời gian ra để tiếp Trương Dương. Cái này không phải là vì công, mà bởi vì ông thiếu nợ Trương Dương một cái nhân tình, bệnh phong thấp của ông là do Trương Dương chưa tốt, về tình hay về lý thì ông cũng không thể nào tuyệt tình quá được. Trương Dương vừa mới vào trong phòng làm việc của bí thư thị ủy, thì từ quang nhiên đã cười đón, ông ta thân thiết chủ động cầm tay của Trương Dương nói, tiểu Trương, biết cậu đến Nam Thích, vốn muốn an bài cùng đi ăn với cậu, nhưng mà gần đây công tác của tôi thật sự quá bận thật sự không rút chân ra được trương dương nói bí thư từ ngày đi ngàn dặm tôi cũng không dám chiếm dụng khoảng thời gian quý báu của ông từ quang nhiên cười mời trương dương ngồi xuống ông trở lại bàn làm việc ngồi cười hòa ái nói trương dương đến nam thích được mấy ngày rồi công tác bên ủy ban thể dục có thuận lợi không trương dương biết chuyện lần này của thôi quốc trụ là do ông ta bày mưu tính kế cho nên cũng có thành kiến đối với từ quang nhiên nhưng mà loại quan viên có cấp bậc như từ quang nhiên thì làm việc gì đều thâm tàng bất lộ cả, chỉ nhìn bề ngoài thì không cách nào tưởng tượng được chuyện sau lưng của ông ta, Trương Dương cũng rõ ràng, chuyện mà từ quang nhiên làm không hề có liên quan đến cá nhân, từ quang nhiên cũng không nhầm vào hắn, mà là đang đánh cờ chính trị với hạ bá đạt. Trương Dương tìm đến từ quang nhiên cũng không phải là muốn nói chuyện gì cả, cho dù trong lòng hắn khó chịu, thì cũng không đến mức bởi vì loại chuyện này mà ghi hận từ quang nhiên đâu trương dương nói bí thư từ lần này tôi đến đây là để xin ông giúp đỡ từ quang nhiên nói nói đi nhìn xem tôi có thể giúp đỡ được gì cho cậu hay không ngoài miệng ông ta vẫn nói chuyện vô cùng sảng khoái trương dương nói về chuyện đại hội của tỉnh từ quang nhiên nói tôi có nghe nói cậu đã đưa ra tuyên bố muốn giành lấy vị trí hạng nhất của cả hai bảng huy chương và bảng thành tích trong đại hội lần này nếu như có thể làm được thì chính là làm cho nam tích chúng ta dạng dỡ, tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho cậu. Nhưng mà, tôi cũng nhắc nhở cậu trước, không thể chỉ ham công lớn, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến tình huống thực tế. Trương Dương nói, bí thư từ, nếu như tôi đã dám đưa ra mục tiêu này, thì đã có vài phần nắm chắc, nhưng mà, muốn đạt được cái mục tiêu này, thì không thể chỉ dựa vào ủy ban thể dục chúng tôi. Từ quang nhiên cười cười nhìn H8A1N, ông ta đã đoán được mục đích chuyến đi này của Trương Dương, Thằng nhãi này đang muốn đòi tiền đây mà. Chương 528, quyền tiêu thụ kinh doanh 1. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Từ Quang Nhiên, Trương Dương nói, không bột đố gột nên hồ, ủy ban thể dục chúng tôi không có tiền, không có tiền thì không mời được huấn luyện viên cao cấp, không có tiền thì không cách nào mua được thiết bị luyện tập hiện đại, bây giờ tiến độ của trung tâm thể dục mới quá chậm, ngay cả một phòng luyện tập cũng không xây xong, bây giờ đã là thập niên 90 rồi chỉ dựa vào mấy câu khẩu hiệu thôi thì ok thể nào để cao được thành tích đâu, cần phải luyện tập có khoa học nữa. Từ quang nhiên cười ha hả nói, cậu nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn tiền. Trương đại quan nhân cười tùm tìm gật đầu nói, bí thư từ anh Minh. Từ quang nhiên nói, tôi nhớ lúc trước cậu từng đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng chiêu thương ở Giang Thành sao. Trương đại quan nhân sửa lại cho đúng, phó chủ nhiệm, tôi chỉ là cấp phó sử, chưa phải là cấp chính, hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhắc nhở từ quang nhiên, mình đã đến Nam Tích vài ngày rồi, mà chuyện cấp chính sử của mình tựa hồ đã bị tổ chức quên mất. Từ quang nhiên là một lão hồ ly, vừa nghe liền biết Trương Dương đang nhắc nhở mình vấn đề cấp chính sử của hắn, trong lòng âm thầm cười, thằng nhóc này dù sao cũng là tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, trong vấn đề cấp chính sử mình đâu có làm khó hắn chi, nếu kết cục đã được định rồi, thì từ quang nhiên cũng không làm những chuyện mượn nước đẩy thuyền làm gì cả. Mỉm cười nói, bây giờ là chính thức rồi, cấp bậc qua vài ngày nữa sẽ giải quyết. Trương Dương sau khi có được một viên thuốc an thần này này, liền cười nói cảm ơn bí thư tử đã coi trọng, sau này tôi nhất định sẽ cúc cung tận tụy mệt cũng không từ cho sự nghiệp thể dục thể thao của Nam Tích. Từ quang nhiên cười ha hả nói, không cần khoa trương như vậy, tiểu trương à, tình trạng tài chính của Nam Tích gần đây cũng không được lạc quan cho lắm, cậu hẳn là có nghe nói một ít tin tức xấu chứ. Trong lòng Trương Dương nhất thời cảnh giác, từ quang nhiên nói như vậy, không phải là có chủ ý gì chứ? Có phải là muốn nhờ mình giúp đỡ giải quyết vấn đề tài chính của cảng nước sâu không? Hắn vội vàng n nói, tôi vừa mới đến Nam Tích, chuyện của Ủy ban Thể dục còn lo chưa xong nữa là, tôi làm gì mà lo nhiều việc như vậy được? Trương Dương đã quá mẫn cảm rồi, cho dù hắn có chút bản lĩnh chiêu thương dẫn tư, thì từ quang nhiên cũng không dùng hắn đơn giản như vậy. Cảng nước sâu là một công trình lớn, từ quang nhiên là bí thư thị ủy, đương nhiên là càng phải thận trọng hơn nữa. Từ Quang Nhiên nói, Tiểu Trương, bây giờ tài chính của chính phủ chủ yếu chảy về phía cảng nước sâu và trung tâm thể dục mới, mà chút tài chính này giống như là hạt muối bỏ biển vậy. Tôi không nói gạt cậu làm gì, bây giờ những lãnh đạo thành phố chúng tôi cũng đang suy nghĩ biện pháp, tranh thủ sự ủng hộ tài chính của tỉnh. Trương Dương nói, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, ủy ban thể dục cũng là con của Nam Tích, tài chính của thành phố tốt xấu gì cũng phải cho chúng tôi kém một chút chứ. Từ Quang Nhiên nói, tôi bảo đảm, chỉ cần tài chính có dư, thì nhất định sẽ ủng hộ cho công tác của Ủy ban Thể dục bên cậu. Nhưng mà trước đó, các cán bộ của Ủy ban Thể dục cần phải phát huy tính năng động của mình, giải hạn phân ưu cho thành phố. Cậu thông minh như vậy, nhất định là sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Trương Dương đã sớm có chuẩn bị tâm lý về thái độ của Từ Quang Nhiên rồi. Hắn cười nói, bí thư từ, tôi không có biện pháp gì hết cả, nếu có biện pháp thì tôi cũng sẽ không đến làm phiền ông đâu. Từ Quang Nhiên nói, như vậy đi, Đại hội sang năm của tỉnh vô cùng quan trọng đối với chúng ta, liên quan đến hình tượng và vinh dự của thành phố, trước tiên cho bên cậu 200 ngàn, thế nào? Dù sao thì gần đây tài chính của thành phố cũng khá căng thẳng, cậu cũng cần phải thông cảm cho thành phố. Tuy rằng từ quang nhiên cho không nhiều, nhưng đã làm cho Trương Dương mừng rỡ, hắn vốn cũng không trông cậy vào việc Từ Quang Nhiên sẽ cho được nhiều, mục đích chân chính của hắn là muốn chính sách bây giờ từ quang nhiên đã ra tiền rồi lời nói tiếp theo của trương đại quan nhân lại không tiện mở miệng từ quang nhiên nhìn ra hắn còn có điều muốn nói liền mỉm cười nói tiểu trương còn chuyện gì sao trương dương nói bí thư từ hai mươi vạn chỉ là muối bỏ biển thôi cái tôi muốn là biển rộng mà ông chỉ cho tôi có một ly nước thôi từ quang nhiên cười nói nước biển là mặn còn ly nước tôi cho cậu lại là nước ngọt đối với người khác khô cổ mà nói thì cậu nghĩ rằng người đó sẽ chọn biển rộng hay là chọn một ly nước. Một câu nói thoạt nghe rất là bình thản vô cùng của Từ Quang Nhiên lại lóe lên trí tuệ chính trị cao minh của ông. Trương Dương nói, ly nước tôi cần không phải là để cho mình uống, mà là giải khát cho toàn bộ giới thể dục của Nam Tích. Từ Quang Nhiên không nhịn được cười rộ lên, nói chuyện với Trương Dương rất là thú vị, ông lắc đầu nói, sông lớn không có nước thì sông nhỏ sẽ khô, tôi không có khả năng đem tất cả nước tưới vào trong hệ thống thể dục của cậu được trương dương nói nếu như vậy tôi tự mình cầu mưa được không đây mới là mục đích chủ yếu của hắn ngày hôm nay khi đến đây hắn đã có dự định sơ bộ rồi nhưng mà làm việc này thì cần có sự cho phép của bí thư thị ủy kiếm tài trợ từ trước đến giờ luôn là điểm mạnh của trương đại quan nhân ủy ban thể dục lại là một cơ quan đặc biệt mà đại hội lần này lại có ý nghĩa chính trị lớn hơn rất nhiều so với ý nghĩa thương nghiệp trên thực tế thì đa số hoạt động thể dục trong nước đều không khác gì nhau cho lắm. Nếu như Trương Đại Quan Nhân phù phép cho cái đại hội thể dục thể thao lần này có màu sắc của thương nghiệp quá nhiều, thì có thể làm cho mọi chuyện trở nên xấu đi, và có thể khiến cho đám lãnh đạo thành phố bị hắt xì không nhĩ. Trải qua thất bại từ sân bay mới Giang Thành đến nay, Trương Dương làm việc đã bắt đầu trở nên cẩn thận hơn nhiều rồi. Phong cách làm việc tuy rằng vẫn là dứt khoát dũng cảm tiến tới, nhưng mà trong lòng hắn cũng đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo hơn rồi. Từ Quang Nhiên cũng có hứng thú, nói cậu dự định cầu mưa thế nào? Trương Dương nói, đưa ánh mắt lên các công ty xí nghiệp trong Nam Tích, phương diện tài trợ, có thể thu được bao nhiêu cứ thu, nếu như ở bên trong không được thì đưa mắt ra toàn bộ tỉnh, phóng mắt ra khắp nước. Từ Quang Nhiên cười nói, tự mình hóa duyên à. Trương Dương nói, không chỉ có hóa duyên, bây giờ mọi việc đều chú ý một điểm là đôi bên cùng có lợi, không thể cứ đòi người ta cho không được, không ai ngu như vậy hết. Không ai muốn bỏ công không ra cả. Tôi chỉ muốn tìm bí thư từ xin chính sách thôi. Từ Quang Nhiên nói, chính sách gì? Trương Dương nói, tôi muốn quyền tiêu thụ kinh doanh của đại hội tỉnh lần này. Từ Quang Nhiên không chỉ một lần nghe qua về danh từ quyền tiêu thụ kinh doanh, nhưng mà quyền tiêu thụ kinh doanh của đại hội tỉnh có thể có bao nhiêu ý nghĩa. Thế vận hội Olympic ông có biết, Á vận hội ông có biết, nhưng mà quyền tiêu thụ kinh doanh của đại hội tỉnh thì có thể khiến cho bao nhiêu thương gia hứng thú cho dù có ảnh hưởng, thì phạm vi ảnh hưởng cũng chỉ nằm gói gọn trong tỉnh, nói lời dễ nghe thì là toàn bộ tỉnh nhìn chằm chằm vào, nhưng thật ra dân chúng ngồi trước màn hình TV để xem đại hội tỉnh có được mấy người. Cho đến nay đại hội của tỉnh luôn thiếu đi sự quan tâm, từ khi cải cách mở ra, đại hội thể dục thể thao của tỉnh Bình Hải cũng đã làm không ít lần rồi, chỉ là từ quang nhiên cho đến bây giờ chưa từng nghe nói về một thành phố nào có thể kiếm được tiền từ đại hội tỉnh này cả, ngay cả đài truyền hình cũng không nguyện ý tiếp sóng mấy trận đấu này nữa. Cho dù quảng cáo trong sân thi đấu và quảng cáo trên TV có thể kiếm một ít, nhưng mà cũng không được giá bao nhiêu cả, thậm chí là còn không bằng một cái hội nghị kinh tế nữa. Tuy rằng như vậy, từ quang nhiên vẫn không gật đầu đáp ứng ngay, ông cười nói cậu muốn quyền tiêu thụ kinh doanh bao gồm cái gì? Nói cụ thể một chút. chương 528, quyền tiêu thụ kinh doanh 2. Trương Dương không có kinh nghiệm trong các hoạt động thể dục thể thao, nhưng mà mấy cái hội nghị kinh tế thì hắn đã làm không ít rồi, từ mấy tờ báo hay tạp chí cũng có thể tra được không ít tư liệu về đại hội thể dục thể thao, ví dụ rõ ràng như Thế vận hội Olympic tổ chức tại Los Angeles của Mỹ năm 1984, kỳ tài thương giới Peter Uberoth, trưởng ban tổ chức Thế vận hội mùa hè 1984, ủy viên giải bóng trải nhà nghề Mỹ MLB và đứng đầu ủy ban Thế vận hội Mỹ sáng tạo ra hình thức Thế vận hội kết hợp chặt chẽ với thương nghiệp, làm thành một Thế vận hội Olympic kiếm ra tiền đầu tiên trên thế giới. Từ đó về sau sinh ra cách nói kinh tế Olympic, mượn việc thi đấu Olympic để mở rộng hoạt động tiêu thụ kinh doanh sản phẩm và danh tiếng cho xí nghiệp, đem sản phẩm kết hợp với thể dục, đem văn hóa thể dục kết hợp với bảng hiệu hình thành một loại chiến lược đặc biệt cho các xí nghiệp. Các xí nghiệp ngoại trừ đầu tư tài trợ cho Olympic, áp dụng các hoạt động tiêu thụ tương quan, từ công ích, văn hóa, cho đến các điểm nóng như vận dụng quảng cáo, hay các loại thủ đoạn quảng cáo tiêu thụ, cố gắng đạt được một bước tiến trong việc kết nối hình ảnh Olympic với bảng hiệu của mình, sản sinh ra hiệu ứng oanh động. Trương Đại Quan Nhân đã tự mình bỏ công ra tìm hiểu về những tư liệu trong phương diện này, hắn cảm thấy con đường phía trước rộng mở, thật ra trong đầu của hắn đã sớm có một khái niệm mơ hồ rồi, chỉ là vẫn chưa có phương hướng rõ ràng thôi. Khi hắn nhìn thấy tư liệu về Olympic mùa hè năm 1984, phương hướng trong lòng hắn liền sáng lên, hắn sẽ dựa theo hình thức của Olympic 1984 mà làm. Hắn muốn thông qua đại hội tỉnh lần này để kiếm tiền, thông qua đại hội thể dục thể thao của tỉnh Bình Hải lần này để cho tên tuổi của Ủy ban thể dục được mọi người biết tới. Để cho mọi người nghe đến cái tên của hắn. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi dự định học tập theo kinh nghiệm tiên tiến của quốc tế, phương án tiêu thụ kinh doanh sơ bộ chủ yếu chia làm 4 phương diện, giấy phép tài trợ đặc biệt, quyền truyền hình trực tiếp, giấy phép trao quyền đặc biệt và kinh doanh vé vào cổng trùng hợp là từ Quang Nhiên cũng có xem qua về tư liệu của Olympic mùa hè năm 1984, lời nói của Trương Dương cũng đi theo phương hướng chủ yếu của nó. Từ Quang Nhiên nói, chúng ta chỉ làm đại hội thể dục thể thao của tỉnh thôi, không thể nào so sánh với thế vận hội của thế giới được. Người ta làm như vậy có thể kiếm tiền, chúng ta cũng làm như vậy chưa chắc đã có thể kiếm được tiền, chế độ không giống, bắt trước không được. Trương Đại Quan Nhân nói, chế độ giống hay không cũng được, bắt trước cũng được, mèo trắng cũng được mà mèo đen cũng được, chỉ cần có thể bắt được chuột đều là mèo tốt cả. Trong lòng từ quang nhiên khẽ độc, lời nói của Trương Dương đã nói lên được trọng điểm, chỉ là đại hội thể dục thể thao này khẳng định là một vụ kinh doanh đền tiền, vì cái quyền tiêu thụ kinh doanh mà Trương Dương muốn căn bản là không có nhiều ý nghĩa thực tế cho lắm, nếu hắn muốn gây chuyện, thì cứ để cho hắn gây chuyện, hắn đem hết tinh lực tập trung vào cái này. Cũng tốt hơn là nhãn dỗi đi quậy phá, cho dù hắn làm không thành công, thành phố cũng không có tổn thất gì hết, nếu như hắn có thể thành công được. Vậy thì có thể giúp cho thành phố chút bớt gánh nặng. Từ quang nhiên suy nghĩ toàn bộ một hồi, ý thức được chuyện này đối với thành phố chỉ có trăm lợi chứ không có hại, vì vậy gật đầu nói tốt, tôi giao quyền tiêu thụ kinh doanh cho cậu. Trương Dương nói, tôi còn có một yêu cầu, nếu như ủy ban thể dục chúng tôi thông qua đại hội lần này kiếm được tiền, thành phố cũng không thể xòe tay ra xin chúng tôi, chúng tôi giữ lại làm quỹ thể dục, phát triển sự nghiệp thể dục cho Nam Tích trong lòng từ quang nhiên cười thầm, kiếm tiền, kiếm được mới là lạ, ông gật đầu khoái trá, không có vấn đề, nếu như cậu kiếm được tiền, đầu tiên là gánh vác chi phí của đại hội, giúp cho thành phố giảm bớt gánh nặng, dưới tiền đề này, tất cả lợi nhuận khác đều thuộc về ủy ban thể dục của cậu, dùng để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của Nam Tích. Trương Dương nói, bí thư từ, quyền tiêu thụ kinh doanh của tôi cũng bao gồm cả quảng cáo trong sân của trung tâm thể dục mới. Từ Quang Nhiên nói, trung tâm thể dục mới còn chưa xây xong. Trương Dương cười nói, bí thư Từ, sân bay mới của Giang Thành còn chưa xây xong, nhưng quảng cáo có thể kiếm được đến mấy triệu rồi, ông chỉ cần giao cho tôi, chuyện tình cụ thể tôi sẽ đi làm. Từ Quang Nhiên phát hiện ra thằng nhãi này có vẻ như được một bước muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ là bây giờ hắn ta muốn quyền quảng cáo thôi, chứ không có đòi quyền thi công kiến trúc gì cả, không có lý do gì không cho hắn cả. Từ Quang Nhiên nói, không có vấn đề bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Ủy ban Thể dục các người, chỉ cần không ảnh hưởng đến tình trạng thi công xây dựng của Trung tâm Thể dục mới là được. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, cùng lắm là tôi chỉ hoạt động ở tường bên ngoài thôi, chuyện xây dựng, chúng tôi tuyệt đối không hỏi đến. Từ Quang Nhiên nói, Tiểu Trương, từ đây đến lúc khai mạc đại hội tỉnh còn chưa đến một năm, trọng trách trên vai của chủ nhiệm ủy ban thể dục như cậu cũng không nhẹ. Trương Dương nói, Bí Thư từ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết khả năng, dẫn tất cả các bộ của Ủy ban Thể dục cùng nhau, dẫn dắt tất cả vận động viên của Nam Tích, cùng nhau nỗ lực phấn đấu trong đại hội tỉnh lần này. Từ Quang Nhiên nói, lời là do chính cậu nói, muốn lấy hạng nhất của cả hai bảng, không lấy được thì làm sao bây giờ. Lúc nói ra những lời này, Từ Quang Nhiên cười cười trông rất là tự nhiên, nhưng trên thực tế thì ông đang răng một cái bẫy, tất cả là do cái miệng của cậu làm hại cậu, tôi cũng không có bức cậu. Trương Dương nói, không có khả năng không lấy được, thằng nhãi này cũng không phải là một kẻ ngu, hắn nói ra như vậy. Từ Quang Nhiên dẫn hắn đi một vòng tròn, giả dụ như hắn nhất thời xúc động nói ra rằng nếu không đạt được mục tiêu này thì tôi sẽ tự động từ chức, khẳng định là trong lòng Từ Quang Nhiên sẽ vui mừng đến chết mất thôi. Nhưng mà bí thư từ ông muốn tôi nói, tôi càng không nói, không có khả năng không lấy được. Cho dù không lấy được thì làm sao? Tôi cũng chẳng nói từ chức cái gì cả, ông có thể làm khó làm dễ gì tôi? Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là một người tùy tiện khoác lác, nói ra được thì hắn sẽ nỗ lực thực hiện, nếu như thực hiện không được thì cũng không có gì để sợ cả, tâm tính cũng như da mặt của thằng nhãi này đang không ngừng phát triển thành thục LN. Từ Quang Nhiên cười nói, nếu như cậu không lấy được, tôi cần phải xử lý cậu. Trương Dương cười tủm tỉm nói, bí thư từ yên tâm đi, tôi không cho ông cơ hội này đâu, nếu như tôi thực hiện được mục tiêu này Vậy thì bí thư từ có phải là nên để bà tôi lên làm phó phòng gì đó hay không? Từ Quang Nhiên thật sự đúng là bó tay thằng nhãi này rồi, ông cười ha hả nói, chờ cậu lấy được đi đã, thầm nghĩ trong lòng, cấp chính sử còn chưa xuống tới, mà đã lo nghĩ đến cấp phó phòng, người mê làm quan thì đã gặp nhiều rồi, nhưng mà chưa thấy ai mê đến nỗi như vậy cả. Ông lại nhắc nhở Trương Dương, Tiểu Trương, cậu còn trẻ, lại vừa mới đến Nam Thích, cần phải chú ý phương thức ở chung với các đồng chí khác phải hiểu biết tôn kính các đồng chí lớn tuổi, ông ta đang ám chỉ chuyện của thôi quốc trụ đây mà. Trương Dương cười nói, tôi vẫn rất tôn trọng các đồng chí lớn tuổi, lấy đồng chí thôi quốc trụ mà nói, lúc ông ta nằm viện, ngày nào tôi cũng đến thăm ông ta, bây giờ ông ta đang rất là cảm kích tôi đấy. Từ Quang Nhiên bật cười ha ha, da mặt của thằng nhãi này đúng là rất dày rồi. Chương 528, quyền tiêu thụ kinh doanh 3. Trương Dương rời khỏi phòng làm việc của Từ Quang Nhiên tuy rằng hắn đã thành công lấy được quyền tiêu thụ kinh doanh đại hội từ chỗ của Từ Quang Nhiên, nhưng mà hắn luôn cảm thấy rằng Từ Quang Nhiên đối với mình có chút dối trá, có lẽ là hắn nghĩ sai, theo lý mà nói thì mình là đại ân nhân của Từ Quang Nhiên, ông ta không nên như vậy. Trên thực tiếc, Từ Quang Nhiên khi gặp mặt hắn, coi như là tỏ vẻ ủng hộ cho công tác của hắn, nhưng mà Trương Dương luôn cảm thấy rằng có cái gì đó không thích hợp, chuyện của Thôi Quốc Trụ đã làm cho hắn nảy sinh cảnh giác với Từ Quang Nhiên, Trương Dương nhớ cách đây không lâu khi vừa nói chuyện với Bí thư Thị ủy đời trước của Bình Hải Cố Doãn Chi, Cố Doãn Chi lúc ấy có khuyên hắn không nên làm đứa nhỏ không may, không nên tham gia tranh đấu phe phái. Trương Dương phát hiện ra ở trong chính đàn nhiều khi đều là thân bất do kỳ, Hạ Bá Đạt đều hắn từ Giang Thành đến đây, trong mắt của người khác thì hắn chính là tay sai của Hạ Bá Đạt. Nói như vậy thì Từ Quang Nhiên cũng nghĩ như thế, cho nên mới có biểu hiệu ra với hắn như vậy. Trương Đại Quan Nhân rất là oan uổng hắn không nghĩ là sẽ hướng về bên phía nào cả, ước nguyện ban đầu khi đến Nam Tích chính là vì muốn hỏa hoãn xung đột thôi, dù sao thì hắn có tiếp tục ở lại Giang Thành cũng chỉ là khó cho Đỗ Thiên Giã, trong một thời gian ngắn hắn cũng không có khả năng được trọng dụng ở Giang Thành. Nhưng đấu tranh chính trị thì không đâu không có, cho dù hắn không muốn tham dự vào, nhưng mà quan trường là một chốn thị phi, muốn chỉ lo cho bản thân mình thôi cũng khó. Càng lăn lộn trong quan trường dài, trong lòng Trương Dương càng rõ ràng, Muốn tìm một trận tuyến ổn định nhất trong quan trường thì phải kiếm một gốc đại thụ, và nó phải là một cây đại thụ chống trời, mặc kệ mưa to sóng lớn thì vẫn có thể yên ổn qua ngày, nói thì dễ lắm, nhưng mà thật sự làm được thì có mấy người chứ. Theo Từ Quang Nhiên thấy, muốn kiếm tiền trong đại hội thể dục chẳng khác nào đang nằm mơ giữa ban ngày cả, cho nên khi Trương Dương muốn lấy quyền tiêu thụ kinh doanh đại hội, Từ Quang Nhiên cũng vui vẻ làm chuyện mượn nước đẩy thuyền, nói trắng ra là ông căn bản là không xem trọng lợi nhuận đến từ đại hội, dưới tiền đề tài chính của Nam Thích đang căng thẳng, từ quang nhiên cũng không có nhiều tinh lực để quản lý chuyện này. Trong hội nghị thường ủy, từ quang nhiên nói ra quyết định giao quyền tiêu thụ kinh doanh của đại hội cho Trương Dương, nhưng mà khi từ quang nhiên nhắc đến chuyện này, cũng không có nói là Trương Dương chủ động đến tìm mình đòi quyền. Ông từ tốn nói, tất cả mọi người rõ ràng, gần đây phương diện tài chính của Nam Thích chúng ta đang gặp căng thẳng, rất nhiều công trình đều cần có tiền để bảo đảm, Quá trình cải cách tuyệt đối sẽ không phải là một quá trình thuận buồm xuôi gió. Trong các giai đoạn khác nhau thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khác nhau. Gặp khó khăn không sợ, dùng vận dụng trí tuệ của chúng ta khắc phục chắc trở khó khăn. Tôi tin tưởng rằng khó khăn bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Ông ta dừng lại một chút, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, rồi lại bắt đầu nổi hứng lên, tiếp tục nói tiếp. Trước mặt chúng ta xảy ra hai chuyện quan trọng nhất, một là công trình cảng nước sâu, hai là xây dựng trung tâm thể dục mới. Chúng ta cần phải tiếp tục bảo đảm công trình cảng nước sâu tiến hành thuận lợi, cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ sớm ngày hoàn thành việc xây dựng trung tâm thể dục mới, sang năm chúng ta sẽ nghênh đón đại hội thể dục thể thao lần thứ 12 của tỉnh Bình Hải. Chúng ta không chỉ muốn mượn đại hội lần này để bày ra phong cách và diện mạo của chúng ta, còn phải mượn lần đại hội này để bày ra thành quả cải cách mà Nam Tích đã đạt được, bày ra phong thái thời đại mới của Nam Tích. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định lần đại hội này phải thích ứng với yêu cầu cải cách hiện tại, quan trọng hơn là theo kịp bước tiến của thời đại, cần phải tránh phô trương lãng phí, lại phải náo nhiệt mà long trọng, đem đại hội lần này trở thành một đại hội không giống với bình thường. Hạ bá đạt nghe từ quang nhiên nói đến đây, trong lòng đã rõ ràng, nói ngắn nói dài nói đi nói lại vẫn là không có tiền, từ quang nhiên nói nãy giờ chỉ là muốn có một đại hội tiết kiệm. Bộ trưởng tuyên truyền thị ủy Lương Tùng cũng ý thức được mục đích của từ quang nhiên, cái này đối với ông cũng không phải là một chuyện tốt. Đại hội thể dục thể thao lần này không chỉ là chuyện của Ủy ban thể dục, Bộ tuyên truyền thị ủy cũng có phần tham dự. Nếu như tiết kiệm, thì có ý nghĩa là cắt giảm bớt kinh phí tuyên truyền trên diện rộng. Bây giờ làm cái gì cũng cần tiền cả. Lương Tùng nói tôi tán thành với ý kiến của Bí Thư Từ, nhưng mà theo sự phát triển của thời đại, dân chúng càng ngày càng coi trọng phong trào thể dục thể thao. Phong trào thể dục thể thao bây giờ đã không còn là một hoạt động thi đấu thông thường nữa, đã được phủ thêm rất nhiều màu sắc rồi, trở thành sân khấu để biểu hiện thực lực và hình tượng của mỗi thành phố, tiết kiệm thì tôi tán thành, nhưng vẫn có những điều cần thiết. Từ quang nhiên cười ha hả nói, lão lương, ông đừng vội, tôi còn chưa nói xong, ông gấp cái gì? Sợ tôi không cho kinh phí tuyên truyền sao? Lương Tùng bị ông ta nói chúng tâm tư, mặt già không khỏi đỏ lên. Từ quang nhiên nói, trải qua sự suy nghĩ cẩn thận của tôi, cũng trưng cầu ý kiến của một số đồng chí, tôi quyết định đem quyền tiêu thụ kinh doanh lần này giao cho Ủy ban Thể dục, công tác cụ thể giao cho chủ nhiệm Ủy ban Thể dục đồng chí Trương Dương phụ trách. Những lời này vừa nói ra, tất cả thường ủy đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả hạ bá đạt nữa, quyền tiêu thụ kinh doanh của đại hội, cụm từ này đúng là mới mẻ thật, cả một đám thường ủy có kiến thức rộng rãi, cũng đều là lần đầu tiên nghe tới. Từ Quang Nhiên nói, theo sự phát triển của cải cách, theo tiến bộ của thời đại, tư duy của chúng ta cũng cần theo kịp với phát triển của thời đại, Muốn cái này thì phải bỏ cái khác, lúc trước tổ chức đại hội thể dục thể thao tỉnh đều là do chính phủ chủ đạo, làm cho nó có nhiều màu sắc chính trị, có thể nói những đại hội trước không có một đại hội nào kiếm được lợi nhuận cả, lần này giao quyền tiêu thụ kinh doanh cho ủy ban thể dục là muốn cán bộ chúng ta phát hiện ra nhiều tính năng động chủ quan hơn. Muốn cho nhân dân chúng ta thật sự tham gia vào đại hội của tỉnh, hoàn thành một đại hội thể dục thể thao thật sự thuộc về dân chúng. Tất cả thường ủy đều cùng nhau vỗ tay vỗ tay không phải là vì ủng hộ cho những lời này của từ quang nhiên, mà là vỗ tay cho tương lai tới. Hạ bá đạt cho rằng bí thư thị ủy từ quang nhiên đang giả bộ, ông ta tuyên bố chuyện này trước mặt mọi người, có ý nghĩa là cái bẫy của ông ta cũng đã hoàn thành, Trương Dương và ủy ban thể dục đã rơi vào trong bẫy rồi. Không có một thường ủy nào cho rằng quyền tiêu thụ kinh doanh đại hội này có được bao nhiêu ý nghĩa thương nghiệp cả, không ai tin rằng đại hội tỉnh có thể kiếm được tiền cả, từ trước đến giờ đều là phải bù tiền thêm vào cả, Xem ra tài chính ở Nam Tích đã khiến cho bí thư Từ hết đường xoay sở rồi, rõ ràng là không còn tiền đầu tư vào, nhưng lại còn dùng cụm từ quyền tiêu thụ kinh doanh cho nó hào nhoáng, nói trắng ra thì cái quyền tiêu thụ kinh doanh này chính là một cái của nợ, và chẳng có đứa ngốc nào muốn mua đâu." Lương Tùng nói, suy nghĩ của bí thư Từ thật là tốt, thời đại bây giờ, làm chuyện gì cũng cần phải theo kịp bước tiến của thời đại. Từ Quang Nhiên cười nói, thật ra suy nghĩ này là do đồng chí Trương Dương đưa ra sớm nhất tôi cho rằng không tồi, nên toàn lực ủng hộ công tác của hắn. Lương Tùng nói, rốt cuộc vẫn là người thanh niên, có suy nghĩ có ý kiến, đối với công tác của bọn họ, chúng ta chỉ cần ủng hộ, không chỉ ủng hộ, chúng ta còn cần phải buông tay để bọn họ đi làm. Bộ tuyên truyền thị ủy chúng tôi là người đầu tiên hướng ứng, giao quyền gọi thầu truyền thông và quyền phát sóng trực tiếp trên TV giao cho ủy ban thể dục thống nhất phụ trách. Lương Tùng nói ra những lời này không phải là không có nguyên nhân, công tác tuyên truyền cho đại hội tỉnh lúc này đã trở thành một củ khoai lang nóng rồi. Nếu như là thế vận hội thì khác, không cần phải hỏi, đài truyền hình nào muốn được phát sóng trực tiếp cũng phải tranh đến sức đầu mẻ chán, nhưng loại đại hội tỉnh này, nhất là trong tỉnh Bình Hải, hay đài truyền hình của Nam Tích thì cũng không dễ nói, dù sao thì cũng là do bộ tuyên truyền thị ủy quyết định, các đài truyền hình thành phố khác căn bản là không có hứng thú với mấy trận thi đấu lẻ tẻ này. Bạn thử nghĩ đi, tiếp sóng các trận đấu như vậy căn bản là có bao nhiêu người coi chứ, không có người coi thì sẽ không có hiệu ứng quảng cáo, không có quảng cáo thì không có tiền lời, muốn các đài truyền hình khác trong tỉnh tuyên truyền giúp đỡ, thì bạn phải đi nhờ vã người ta, mà bây giờ tài chính của Nam Tích đang gặp vấn đề. Bí thư thị ủy từ Quang Nhiên đã sớm tỏ rõ thái độ là cần phải tiết kiệm trong các phương diện, kinh phí tuyên truyền sẽ phải đứng mũi chịu sao, Lương Tùng cũng không muốn chen chân vào trong cái đại hội tỉnh này làm gì. Vì không có tiền thì làm sao mà tuyên truyền. Dựa vào cái mặt mà đi cầu xin sao? Ra khỏi ba tấc đất của Nam Tích, còn ai mà nể mặt của ông ta chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 528, quyền tiêu thụ kinh doanh 4. Từ Quang Nhiên đương nhiên cũng nhận ra Lương Tùng đã nhìn nhận công tác tuyên truyền cho đại hội tỉnh lần này trở thành một củ khoai lang nóng, ông ta đang hận không thể đá văng nó đi chỗ khác cho khuất mắt. Từ Quang Nhiên cười nói, "Lão Lương, ông là bộ trưởng tuyên truyền?" cần phải chú ý theo hướng phát triển dư luận người thanh niên có nhiệt tình nhưng mà nói đến nguyên tắc tính đảng nói đến kinh nghiệm chính trị thì vẫn còn kém rất xa ông cần phải dẫn dắt bọn họ lương tùng gật đầu nhưng trong lòng cực kỳ phiền muộn con thuyền mục nát này ông rốt cục cũng đã đặt chân lên muốn leo xuống thì cũng không thể dễ dàng như vậy được chuyện trương dương lấy được quyền tiêu thụ kinh doanh của đại hội tỉnh đã gây chấn động trong ủy ban thể dục tất cả đảng viên đều cảm thấy rằng vị chủ nhiệm trương này đùa hơi quá tay muốn gây sự thì còn có thể hiểu được, nhưng mà đùa với lửa như vậy, rõ ràng là muốn lôi toàn bộ ủy ban thể dục vào cuộc chơi đây mà. Ngày đầu tiên thôi quốc trụ đi làm trở lại, các đảng viên đã đến phòng làm việc của ông mà ân cần hỏi han, nhắc đến chuyện quyền tiêu thụ kinh doanh thì cả đám nhất thời than ngắn thở dài. Tang Kim đường nói, tôi chưa từng nghe nói qua đại hội tỉnh nào kiếm được tiền cả, đừng nói là bình hải chúng ta, trong phạm vi cả nước cũng không có ai mở đại hội tỉnh mà có thể kiếm được tiền cả chủ nhiệm chưa muốn quyền tiêu thụ kinh doanh, nhưng quan trọng là ai sẽ cảm thấy hứng thú với đại hội tỉnh của chúng ta chứ? Lý Hồng Dương thở dài nói, lúc đầu tôi còn thấy rằng hắn chỉ là trẻ tuổi, thiếu đi kinh nghiệm công tác tương quang, nhưng mà nhiệt tình công tác thì vẫn có, nhưng bây giờ xem ra, hắn thật sự chỉ là một người thường, cái này không phải là tự đẩy mình vào đường cùng sao. Ai làm đại hội tỉnh mà không được thành phố ủng hộ chứ? Bây giờ thành phố thiếu tiền, hắn không lấy tiền, lại lấy quyền tiêu thụ kinh doanh, Thành phố đương nhiên cầu còn không được nữa là. Lưu Cương nói, các người chờ xem, đại hội tỉnh lần này còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì nữa, đến lúc đó nếu như làm không tốt, không chỉ có một mình hắn, mà tất cả mọi người chúng ta đều không may, một câu nói đã làm cho tất cả mọi người trầm mặc xuống. Đoạn Kiến Trung nói, chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục như vậy được, mọi người cùng nhau đi nói chuyện với hắn, chuyện lớn như vậy phải thông qua thảo luận của tổ đảng. Tang Kim Đường nói, thảo luận Thảo luận cái gì, hắn là chủ nhiệm ủy ban thể dục, lại là bí thư tổ đảng, lời nói của chúng ta có tác dụng sao? Tôi thấy chuyện này hẳn là nên đi tìm thị trưởng cung, thị trưởng cung trong lời nói của ông ta chính là phó thị trưởng phụ trách văn hóa thể dục cung Kỳ Vĩ. Lưu Cương nói, tìm thị trưởng cung có tác dụng sao? Bí thư Từ đã tuyên bố trước mặt mọi người rồi, chuyện này đã trở thành sự thật rồi, quyền tiêu thụ kinh doanh cũng đã rơi vào trong tay của ủy ban thể dục chúng ta rồi, bây giờ chúng ta nhận cũng phải nhận. Không nhận cũng phải nhận, tôi thấy lần này nhất định là làm hỏng bét hết rồi, tất cả mọi người chờ xui xẻo đi. Thôi quốc trụ nãy giờ không nói gì đã lên tiếng, thật ra chuyện này chưa chắc đã xấu như mọi người nghĩ đâu, con người của chủ nhiệm Trương cũng có chút bản lĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Thôi Quốc trụ bằng cặp mắt kỳ quái, theo lý mà nói thì người đứng ra nói giúp cho Trương Dương không phải là ông ta, nhưng mà tự nhiên lại chính là ông ta nói giúp cho Trương Dương. Thôi Quốc trụ nói ra những lời này cũng có nguyên nhân. Tuy rằng tất cả mọi người đều cho rằng ông giả bệnh, nhưng mà ông vẫn kiên trì cho rằng Trương Dương diếu cợt mình. Từ chuyện này ông đã ý thức được, vị chủ nhiệm Trương mới đến này là một người có tâm cơ, mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thôi quốc trụ không cho rằng mình vô dụng, bởi vậy suy ra, chủ nhiệm Trương có khả năng hơn người. Nghĩa cả mình cũng bị hắn làm cho thảm hại như vậy, con người này thật sự có bản lĩnh. Thôi quốc trụ nói quyền tiêu thụ kinh doanh cũng là quyền, trước khi hắn đến ủy ban thể dục chúng ta chỉ là một hũ nước tương ý nói chỉ là thứ được thêm vào có cũng được không có cũng không sao vì có thể thay bằng cái khác bằng gt nói rõ hơn là đồ thừa không quan trọng đại hội tỉnh vốn phải là do ủy ban thể dục chúng ta làm chủ nhưng mọi người nhìn xem xây dựng trung tâm thể dục mới tuyên truyền cho đại hội tỉnh không có chuyện của chúng ta ủy ban thể dục phụ trách cái gì chỉ là phụ trách động viên các huấn luyện viên và vận động viên nói dễ nghe là làm công tác tư tưởng nói khó nghe chính là đi làm việc vặt Lý Hồng Dương nói, lời của chủ nhiệm thôi cũng có đạo lý, trong khoảng thời gian ngày, trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy nghẹn quất, dựa vào cái gì chứ? Một chuyện lớn như đại hội tỉnh, chúng ta hẳn nên là nhân vật chính, ủy ban thể dục không thể bị ném ra ngoài rìa như vậy được. Tang Kim Đường nói, làm việc không thể hành động theo cảm tình, chúng ta không thể tranh nhau vì một hơi thở, có hậu quả gì cũng không suy nghĩ, các người cũng hiểu, thành phố giao quyền tiêu thụ kinh doanh cho ủy ban thể dục, nhưng không dự định chia cho chúng ta tiền không có tiền thì lấy gì làm đại hội tỉnh. Quảng cáo và phát sóng trực tiếp, cho dù được phát sóng trực tiếp tại nơi thi đấu, thì có mấy người cảm thấy hứng thú. Có xem cũng xem tiết mục, làm gì có xí nghiệp nào lại làm quảng cáo. Nhắc đến vấn đề hiện thực này, mọi người lại không nói gì cả. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng, là trợ lý chủ nhiệm tiêu điều mẫn đến, cô ta thông báo hợp. Thôi quốc trụ đột nhiên có cảm giác sợ hãi, lần trước trong hội nghị tổ đảng đã bị trương dương chọc tức đến hôn mê vừa nhớ lại thôi cũng đã thấy sợ hãi rồi thấp giọng nói thân thể của tôi có chút khó chịu các người đi đi các đảng viên nhìn thôi quốc trụ vừa buồn cười vừa đồng tình lão già này giả bệnh giả đến nghiện luôn rồi tiêu điều, điều mẫn nói chủ nhiệm trương nói cuộc họp này nhất định phải tham gia thôi quốc trụ cắn cắn môi ông cần phải khắc phục chướng ngại tâm lý này mọi người cùng nhau đi đến phòng họp Phát hiện ra trong phòng họp không chỉ có một mình Trương Dương, còn có bộ trưởng Bộ Tuyên truyền thị ủy, thường ủy thị ủy thành phố Nam Tích Lương Tùng, không ai ngờ rằng vị lãnh đạo này lại đột nhiên đến ủy ban thể dục. Trương Dương cười tủm tỉm nói chuyện với ông ta, tuy rằng không biết hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng từ biểu tình của bọn họ mà xem thì bọn họ nói chuyện tương đối vui vẻ đấy. Trương Dương thấy các đảng viên đều đến, liền cười nói, "Được rồi, đều đến rồi, chúng ta cùng đi ăn." Lúc này mọi người mới ý thức được đã là 11 giờ 40 trưa rồi, quả thật đã đến giờ ăn trưa rồi. Các đảng viên của Ủy ban Thể dục thấy lãnh đạo thành phố đến, không ai dám vắng mặt trong buổi trưa cả, đi theo phía sau hai người xuống lầu, trong lòng bọn họ thầm nói, thằng nhãi này rốt cuộc đang làm gì. chương 528, quyền tiêu thụ kinh doanh, năm Lương Tùng lần này đến Ủy ban Thể dục cũng không có thông báo cho bất kỳ kẻ nào biết cả, từ sau hội nghị thường ủy đến giờ, ông ta luôn cảm thấy rằng mình cần phải đến ủy ban thể dục một chuyến. Ông ta muốn gặp mặt Trương Dương một lần, Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 12 của tỉnh, ủy ban thể dục và bộ tuyên truyền đều là những bộ phận quan trọng. Sau khi Lương Tùng biết được ý đồ tiết kiệm giảm bớt chi tiêu trên diện rộng của từ quang nhiên xong, ông ta liền nóng lòng đem công tác tuyên truyền vốn đang nóng như một củ khoai lang giao ra. Vốn với địa vị của Lương Tùng, ông ta chỉ cần một cú điện thoại là có thể triệu Trương Dương đến rồi, nhưng mà sau nhiều lần suy nghĩ, chuyện này cần phải làm càng ổn thỏa càng tốt. Ngoài ra, lương Tùng kín đáo đi đến ủy ban thể dục còn có một nguyên nhân quan trọng khác, ông ta và Thường ủy tỉnh ủy, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền tỉnh Trần Bình Triều có quan hệ cá nhân rất tốt, mà con trai của Trần Bình Triều Trần Thiệu Bân lại là bạn thân của Trương Dương, khi Trương Dương đến Nam Thích, Trần Bình Triều còn đặc biệt vì Trương Dương mà gọi điện thoại cho Lương Tùng, dặn Lương Tùng chiếu cố cho Trương Dương nhiều hơn. Vừa rồi Trương Dương nói chuyện với Lương Tùng rất là nhiệt tình, thật ra căn bản là không phải nói về vấn đề công tác gì cả, tất cả đều đang bàn về quan hệ cá nhân, nhắc đến Trần Thiệu Bân, quan hệ của hai người vô tình được kéo lại gần rất nhiều. Lương Tùng là một chính khách tiêu chuẩn, mặt mũi của Trần Thiệu Bân ông ta đương nhiên phải cho, ông ta cũng đối đãi với Trương Dương rất là nhiệt tình thân thiết, nhưng mà ông vẫn không quên mục đích đến đây ngày hôm nay, đến không phải là vì để kết bạn, mà là vì ném đồ, giảm bớt sức ép cho bộ tuyên truyền tất cả thường ủy thị ủy Nam Tích, bao gồm cả ông, cũng không xem trọng đại hội lần này, từ đây đến lúc khai mạc đại hội còn chưa đến một năm, mà trung tâm thể dục mới còn chưa xây xong, đây là công trình mặt mũi của chính phủ Nam Tích, từ một ý nghĩa nào đó mà nói. Nó có cùng một nhịp đập với mặt mũi của bí thư thị ủy từ Quang Nhiên, em trai của ông ta từ Quang Lợi nhận thầu công trình xây dựng trung tâm thể dục mới này. Theo dự kiến, trong mấy tháng tới, thành phố sẽ gia tăng đầu tư ý chí chay sáu dựng cho trung tâm thể dục mới, và tốc độ xây dựng cũng sẽ tăng nhanh lên, căn cứ theo tình huống mà Lương Tùng hiểu biết, đầu tư tổng thể của thành phố cho trung tâm thể dục mới vẫn sẽ không đổi, bởi vì công trình trung tâm thể dục mới đã vượt qua dự toán, cho nên chắc chắc sẽ tiết kiệm hay giảm bớt đầu tư cho các phương diện khác, nói cách khác là đầu tư các phương diện khác cho đại hội của tỉnh lần này sẽ bị cắt giảm trên diện rộng. Đây mới chính là nguyên nhân căn bản vì sao từ quang nhiên lại sảng khoái khi giao quyền tiêu thụ kinh doanh cho Trương Dương. Lương Tùng có cảm giác rằng đại hội tỉnh lần này có thể không cách nào thực hiện được mục tiêu cả, cho nên khẳng định sẽ có người bị té ngã trong đại hội lần này, thậm chí là phải đứng ra gánh chịu trách nhiệm, từ tình huống bây giờ xem ra, người đó hẳn là Trương Dương, Lương Tùng không có thành kiến gì với Trương Dương cả, nhưng mà cũng không có giao tình gì với hắn, nếu hắn đã quyết định nhảy vào hố lửa rồi, thì cứ để cho hắn có một cơ hội gánh chịu trách nhiệm đi. Tổng quản lý nhà khách Từ Hoành Yến đã chuẩn bị tốt rượu và đồ ăn rồi gần đây gã ta thông qua con đường tiết lộ tin tình báo, đã thu được sự tin tưởng nhất định của chủ nhiệm trương. Các đảng viên của Ủy ban Thể dục bắt đầu ngồi xuống vây quanh Lương Tùng. Lương Tùng có danh tiếng không tồi tại Nam Tích, là một cán bộ bình dị gần gũi. Ông ta vui vẻ cười nói, tiểu trương, không phải nói là ăn đơn giản một chút sao? Vì sao lại ăn uống long trọng như vậy? Trương Dương cười nói, bộ trưởng Lương, bình thường ông rất ít khi đi thị sát, nếu như ăn quá đơn giản, thì không thể biểu đạt được tâm tình hoan nghênh nhiệt liệt của chúng tôi đối với ông. Lương Tùng cười nói, phô trương lãng phí là không được. Trương Dương nói, không lãng phí, không lãng phí, lãnh đạo ủy ban thể dục chúng tôi đều xuất thân từ trong giới thể dục, cho nên sức ăn rất lớn, hắn nói như vậy làm cho tất cả mọi người bật cười. Tiêu điều, điều mẫn khui một chai rượu ra, rót cho Lương Tùng, Lương Tùng nói, buổi trưa đừng uống rượu. Trương Dương nói, chỉ một ly nhỏ, mỗi người một ly nhỏ, đại biểu chút tâm tình, bộ trưởng lương cần phải thông cảm cho tâm tình của chúng tôi. Lương Tùng đã trải qua rất nhiều bàn rượu rồi, biết thằng nhãi này đang muốn dụ mình uống vài ly, ông gật đầu, vươn ba ngón tay từ bàn tay phải ra, ba ly, mỗi người uống tối đa ba ly. Sau khi uống cạn ly rượu, Lương Tùng nói: "Tiểu Trương, lần này bí thư từ đặc biệt đem chuyện giao quyền tiêu thụ kinh doanh cho ủy ban thể dục bên cậu nói ra tại hội nghị thường ủy, tất cả mọi người đều rất xem trọng cậu." Trương Dương cười nói, tôi cũng không có biện pháp, nếu đã không lấy được tiền từ chỗ bí thư từ, vậy thì chỉ có thể lấy quyền, nói cách khác là, lãnh đạo không cho chúng tôi đủ sự ủng hộ, thì chúng tôi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp cứu mình mà thôi. Lương Tùng thở dài nói, thật ra lần này lãnh đạo thành phố cũng coi trọng đại hội tỉnh lần này, về mặt chính sách đã cho các người sự ủng hộ nhất định rồi, những cán bộ của Ủy ban Thể dục cũng cần phải thông cảm cho chỗ khó xử của thành phố, tiền không có khả năng dùng hết vào trong đại hội thể dục thể thao được, làm lãnh đạo thì điều đầu tiên cần nghĩ đến chính là vấn đề dân sinh của dân chúng ta sự phát triển của thành phố. Các vị đảng viên gật đầu theo, Trương Dương nói, thật ra tôi cũng biết, bây giờ mọi người nhất định là nhìn tôi giống một con khỉ, đều cho rằng tôi thích đi gây chuyện, lúc hắn nói ra những lời này, mỗi người ngồi ở đây đều có chút trột dạ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Lương Tùng cười nói, Tiểu Trương, trí tưởng tượng của cậu thật là phong phú, thành phố ngay từ đầu đã ủng hộ cho suy nghĩ của cậu rồi, nhưng mà suy nghĩ tuy tốt, chỉ là thực thi cụ tẻ 63 sẽ gặp phải độ khó nhất định, cầu cần phải chuẩn bị sớm tâm lý thật tốt để đối phó với những chắc trở có thể gặp phải. Trương Dương nói, nếu lãnh đạo thành phố đã tin tưởng tôi như vậy, tôi đương nhiên là sẽ không làm phụ kỳ vọng của các lãnh đạo, từ giờ trở đây tôi sẽ gồng mình chống tay mà làm, nói thế nào cũng phải bảo đảm cho đại hội của tỉnh được triển khai tốt đẹp. Lương Tùng nói, có chỗ nào cần bộ tuyên truyền của tôi trợ giúp thì cứ việc lên tiếng nhé trương dương nói khẳng định là không thể thiếu rồi không có ông hỗ trợ thì truyền thông sẽ không chịu nghe lời nói của chúng tôi lương tùng cười cười ông vỗ vỗ vai của trương dương nói tôi dự định phái cho cậu một trợ thủ là một người có thể phối hợp với cậu tiến hành công tác trong phương diện tuyên truyền trương dương nói ai vậy lương tùng nói chủ nhiệm đài truyền hình nam thích hoành khánh biểu hiện bên ngoài của lương tùng rất là nhiệt tình cũng là vì muốn sớm ngày đem chuyện của bộ tuyên truyền đẩy qua nơi khác nếu từ quang nhiên đã cho người thanh niên này cơ hội, vậy thì tôi cũng sẽ như vậy, bởi vì phiền phức thì không ai muốn dính vào. chương 529, chui đầu vô lưới 1 Trương Dương đã ý thức được trong sự nhiệt tình của Lương Tùng bao hàm rất nhiều hơi nước, vị bộ trưởng bộ tuyên truyền này căn bản không coi trọng vận hội tỉnh, lại càng không coi trọng cái gọi là quyền tiêu thụ kinh doanh, y phái người của đài truyền hình tới đây, chẳng khác nào là trực tiếp buộc Trương Dương và đài truyền hình lại với nhau, về sau y có thể đặt thân ngoài việc, sống chết mặc bay, Trương Dương đối với cách làm của đám cán bộ này không có bao nhiêu hào cảm, nhưng ở ngoài mặt thì vẫn tươi cười giả bộ vui vẻ. Hắn cười nói, Bộ trưởng Lương, tôi đang định tổ kiến lại tổ ủy hội vận hội tỉnh, muốn mời ngài đảm nhiệm chức chủ tịch. Lương Tùng cười nói, tư duy của tôi đã không theo kịp thời đại nữa rồi, nếu thị lý thị lý giao quyền tiêu thụ kinh doanh cho các anh, chính là tin tưởng vào năng lực của những cán bộ trẻ tuổi các anh, làm tốt vào, tôi tin rằng các anh có thể làm tốt lần vận hội tỉnh này. Trương Dương nói: "Ngài thật sự bỏ quyền ư? Vậy sau này phí quảng cáo tuyên truyền chúng tôi có thể giữ lại à?" Lương Tùng cười ha ha: "Cứ giữ lấy, lấy làm tổ chức vận hội tỉnh tỉnh này làm mục đích, dưới điều kiện tiên quyết cho phép tranh thủ thành tích tốt nhất, đây là kỳ vọng của tôi đối với các các anh, cũng là sự kỳ vọng của toàn thể lãnh đạo thành phố đối với các anh." Trong lòng thì lại nghĩ: "Phí quảng cáo ư? Người ta không tìm các anh đòi tiền đã là tốt lắm rồi." Mặc dù không ai coi trọng kế hoạch kinh doanh vận hội tỉnh của Trương Dương, nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn khư khư cố chấp, hắn lợi dụng 20 vạn tiền tài chính khởi động mà tài chính thành phố cấp xuống. Trước tiên ở đối diện công trường hiện trường trung tâm thể dục mới dựng một tòa nhà hoạt động, trên dưới tổng cộng có 8 phòng, ở trên nóc cắm cờ đỏ 5 sao, bên ngoài thì treo biển, bên trên viết ban làm việc hiện trường hội ủy viên tổ chức vận hội tỉnh. Vì sao lại gọi là ban làm việc hiện trường mà không gọi là văn phòng hiện trường hoặc là gì đó khác, Trương Đại Quan Nhân hiện tại đã chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao, cán bộ cấp phó ban, chính ban không lâu nữa sẽ được phê xuống, đừng thấy tòa nhà hoạt động này tuy đơn giản nhưng cũng là đơn vị cấp ban đó. Tất cả thành viên đảng tổ của Ủy ban Thể dục Thể thao đối với việc Trương Dương ở đối diện Trung tâm Thể dục mới xây dựng ban làm việc hiện trường của tổ ủy hội đều tỏ vẻ không hiểu, bỏ qua trụ sợ lớn của Ủy ban Thể dục Thể thao, phòng chống còn nhiều như vậy mà không dùng, vì sao lại cứ chạy tới đối diện công trường xây nhà làm việc. Tâm tư của Trương Đại Quan nhân không ai nhìn thấu được, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho thật oanh oanh liệt liệt. Trương Dương tới thăm quan tòa nhà hoạt động mới xây, đột nhiên có một loại cảm giác quay về công trường xây dựng của sân bay mới Giang Thành, cảnh này thật là giống quá, có điều điều kiện ở đây tạm thời thì kém hơn phía Giang Thành nhiều, tòa nhà hoạt động cũng là xây lâm thời, điện và điện thoại cũng mới lắp. Khoa trưởng tài vụ Lưu Văn Viện và trợ lý chủ nhiệm Tiêu Điều mẫn đều ở trong từ trên xuống dưới lâm thời của Trương Dương hiện tại Ủy ban Thể dục Thể thao từ trên xuống dưới đều không đoán ra được phong cách làm việc của vị chủ nhiệm mới tới này. Phong cách làm việc của Trương Dương có thể dùng từ dụng thần long thấy đầu không thấy đuôi để hình dung, không ai biết được bước tiếp theo của hắn sẽ là gì. Ví dụ như tòa nhà hoạt động này, không ai ngờ được hắn lại xây dựng ở đây, hơn nữa có ý tưởng là lập tức thực thi, tìm đội công trình, trong vòng 3 ngày liền dựng lên, hiệu suất làm việc cao đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Đám cán bộ của ủy ban thể dục thể thao này ít nhiều hiểu được tính khí của hắn, chỉ cần chuyện mà chủ nhiệm trương đã quyết định, ai phản đối cũng vô dụng, cho nên mấy vị thành viên đảng tổ này cũng lười chẳng buồn nói. Thở ơ lạnh nhạt nhìn vị chủ nhiệm trẻ tuổi làm việc không nghĩ tới hậu quả này, cái khác không nói, nhưng khối đất mà hắn xây dựng tòa nhà là của ai? Hắn có từng nghĩ đến công trường ở đối diện là ai xây không? Tòa nhà hoạt động nhắm thẳng vào cửa lớn của trung tâm thể dục mới, bên trên còn cắm cờ đỏ năm sao. Thằng ôn này chẳng lẽ lại muốn dùng phương thức này để thị uy với từ quang lợi ư? Có điều quá trình xây dựng trong 3 ngày lại sóng yên biển lặng, không ngờ lại không có bất kỳ ai tìm tới ủy ban thể dục thể thao gây phiền phức, chẳng lẽ vị chủ nhiệm trương này thật là ma quỷ cũng không gây khó dễ được ư? Người ta biết là hắn xây dựng ở đây, nhưng không ai dám tới nói gì ư? Trương Dương ngồi ở trong văn phòng chống rỗng nói với Lưu Văn Viện, Khoa trưởng Lưu, tiền mà thị lý chuyển đã tới tài khoản chưa? Lưu Văn Viện gật đầu nói, "Tới rồi." Trương Dương nói, "Lập tức thanh toán 10 vạn đồng tiền công trình cho Phong Dụ, chỗ tiền còn lại thì cô và chủ nhiệm tiêu cùng nhau mua một ít đồ dùng văn phòng như điều hòa, máy tính, bàn làm việc, đã là tổ ủy hội thì phải ra dáng là tổ ủy hội." Lưu Văn Viện nhíu mày, "Ủy ban thể dục thể thao thanh toán tiền công trình chưa bao giờ nhanh như vậy, xin được 20 vạn từ chỗ của thị lý không phải là dễ dàng, tiền còn chưa đặt nóng chỗ, vị chủ nhiệm Trương này đã muốn tiêu xài sạch sẽ rồi." Trong mắt cô ta, xây dựng tòa nhà hoạt động này là không cần thiết, nhưng thân phận và địa vị của của cô ta không thích hợp để nói gì. Cô ta gật gật đầu, xoay người bỏ đi. Tiêu điều, điều mẫn vốn cũng định đi theo, nhưng lại bị Trương Dương gọi lại. Trương Dương nói, chị Tiêu, sau này chị ở đây phụ trách công tác phối hợp chỉ huy hiện trường. Tiêu điều, điều mẫn có chút kinh ngạc mở to mắt, cô ta nghĩ thầm mình không phải đã phạm sai lầm gì rồi chứ. Từ sau khi Trương Dương đến đây, một mực cung kính với cô ta như bà chủ, sao người đầu tiên hắn đá ra khỏi ủy ban thể dục thể thao lại là mình. Trương Dương từ biểu tình của Tiêu Điều Mẫn đã đoán rồi được suy nghĩ của cô ta, cười nói, về sau nơi này sẽ là địa điểm công tác chủ yếu của ủy ban thể dục thể thao là chúng ta, chị đừng nghĩ là tôi đầy chị đến đây. Tiêu Điều Mẫn ngượng ngùng cười cười, cô ta thấp giọng nói, chủ nhiệm Trương, anh yên tâm, tôi sẽ làm tốt công tác. Hiện trường công trường trung tâm thể dục mới, chủ tịch công ty xây dựng thế kỷ mới từ quang lợi đầu đội nón bảo hộ đứng ở chỗ cao ngắm nhìn tòa nhà hai tầng đột nhiên được dựng lên ở đối diện công trường trên mặt vô cùng khó coi chỉ huy hiện trường công trường lý trường phong là cháu ngoại của y cũng nhìn tòa nhà đó không nhịn được bèn nói cậu cậu để mặc cho họ dựng nhà ở đối diện à từ quang lợi không nói gì lý trường phong nói cậu thực sự là mặc kệ ư từ quang lợi nói đất là của thị lý cũng không phải là của nhà chúng ta muốn quản cũng không đến lượt chúng ta quản. Lý Trường Phong nói, thế không phải là chống đối với chúng ta ư. Ủy ban thể dục thể thao làm cái gì vậy? Lát nữa cháu đi tìm họ. Từ quang lợi cười cười rất kỳ quái, không dựng thì làm sao mà dỡ. Chuyện này cục quy hoạch có thể quản, cục xây dựng cũng có thể quản, nhưng không tới lượt chúng ta quản. Cháu đó, đặt hết tâm tư ở công trường đi, cháu nhìn tiến độ công trình hiện tại xem, còn như vậy nữa thì chú phải báo cáo kết quả công tác với thị lý thế nào đây? Lý Trường Phong có chút hủy khuất nói, thế này là tốt lắm rồi, tiền công trình không trả đúng thời hạn, công nhân không nhận được lương, mà không nhận được lương thì bọn họ đương nhiên không chịu làm việc. Từ Quang Lợi nói, trong số công nhân khẳng định có người đang kích động, cháu tra rõ chuyện này cho chú, phàm là ai dẫn đầu gây chuyện thì đuổi chúng đi. Khi Trương Dương chuẩn bị rời khỏi nơi làm việc của hiện trường tổ ủy hội thì nghe thấy bên dưới có tiếng ồn ào, hắn đi ra cửa, nhìn thấy chiếc xe đỗ ở khoảng trống trước nhà, vài nam tử đứng đó, ngẩng đầu nhìn tòa nhà hoạt động, một người trung niên giơ tay lên chán che nắng, lớn tiếng nói, ở đây ai là người phụ trách? Có vài công nhân đang bận rộn ở xoanh quanh tòa nhà, tiến hành công tác trang bị cuối cùng, bọn họ chỉ chỉ lên lầu. Trương Dương cũng không xuống lầu, ghé vào lan can từ trên cao nhìn xuống nói, tôi đây, tôi là người phụ trách. Người trung niên nói, vị đồng chí này, anh xuống đây một chút, chúng tôi là người của cục quy hoạch. Trương Dương nói, ông nói chuyện với tôi à?" Người Trung niên gật gật đầu. Trương Dương nói, ông là cấp bậc gì? Ông bảo tôi xuống á, cho dù là cục trưởng của các ông tới đây thì cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy." Mấy người ở bên cạnh người Trung niên đều không nhịn được mà bật cười, một người trong đó nói, "Đây là cục trưởng Hoác của chúng tôi." Thì ra người Trung niên này chính là cục trưởng cục quy hoạch thành phố Nam Thích Hoác Đình Sơn, mục đích mà Hoác Đình Sơn hôm nay đến đây vốn không phải là nhắm vào tòa nhà này y tới là để thị sát tình huống tiến triển của hạng mục trung tâm thể dục mới, nhưng đến đây liền nhận được tố cáo, nói rằng có người ở đây xây dựng kiến trúc trái với quy định, bởi vì người tố cáo có quan hệ không tồi với y, cho nên Hoác Đình Sơn dứt khoát liền tự mình tới đây xem, quả thực là vậy, tòa nhà hoạt động xây ở đối diện cửa lớn công trường trung tâm thể dục mới. Còn lấy ban làm việc ở hiện trường của Tổ ủy hội vận hội tỉnh làm chiêu bài, không chỉ như thế, trên lầu còn cắm một lá cờ đỏ năm sao, cũng ngông nghênh thật. Chương 529, chui đầu vô lưới 2. Hoắc Đình Sơn không nhận biết Trương Dương, lãnh đạo của ủy ban thể dục thể thao y cũng có quen vài người, nhưng vị chủ nhiệm Trương mới tới này thì lại chưa từng có giao tiếp. Hoắc Đình Sơn nói: "Đồng chí à, ai phái anh tới vậy? Tòa nhà hoạt động này là vị lãnh đạo nào của ủy ban thể dục thể thao các anh quyết định xây?" Trương đại quan nhân vẫn từ trên cao nhìn xuống nói: "Tôi quyết định, nơi này không phải là công trường của trung tâm thể dục mới ư?" ủy ban thể dục thể thao chúng tôi xây dựng tòa nhà hoạt động ở đây không được à hoác đình sơn nói đồng chí anh chắc là hiểu xây dựng thành thị là phải dựa theo quy hoạch tòa nhà này của các anh là kiến trúc phi pháp đã có người tố cáo các anh rồi đấy trương dương nói ông không nhìn thấy chiêu bài của chúng tôi à hoác đình sơn thấy người trẻ tuổi này không nể mặt mình trong lòng cũng có chút khó chịu y nghiêm mặt nói xem ra nơi này là anh phụ trách anh lập tức liên hệ với lãnh đạo ủy ban thể dục thể thao các anh, nơi này không phù hợp với quy hoạch thành thị, không thể tự ý xây dựng kiến trúc trái với quy định. Trương Dương cười nói, tôi chính là lãnh đạo của nơi này, có gì thì cứ nói với tôi là được. Thái độ ngạo mạn của Trương Dương đã chọc giận Hoắc Đình Sơn, y đang định thức giận thì một người ở bên cạnh nhắc nhở y, người này hình như là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao mới tới. Hoắc Đình Sơn trong lòng ngây ra, y nhìn nhìn Trương Dương, có chút không tin được, chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao là cán bộ cấp chính ban, sao lại có thể trẻ tuổi như vậy được? Lúc này Lương Thành Long vừa hay lái xe đến đây, gã vào Hoác Đình Sơn là chỗ quen biết, thấy đám người cục quy hoạch đều đứng ở đây, lập tức hiểu ra, cuống quyết mỉm cười đi tới, hoác cục, ngọn gió nào thổi ông đến đây vậy? Hoác Đình Sơn nhìn thấy Lương Thành Long, có chút kỳ quái hỏi, Lương Tổng tới nơi này làm gì? Lương Thành Long nói, nơi này là công trường của tôi mà hoác đình sơn cũng chưa nghe nói lương thành long ở trung tâm thể dục mới cũng có công trường nhưng y rất nhanh liền hiểu ra công trường mà lương thành long nói chính là tòa nhà hoạt động này kiến trúc sai quy định này là gã xây hoác đình sơn ngạc nhiên nói tòa nhà này là anh xây à lương thành long mỉm cười gật gật đầu gã ngẩng đầu lên nói với trương dương chủ nhiệm trương khách đến này cậu sao không xuống chào một tiếng vị này là cục trưởng hoác của cục quy hoạch đây cũng là bạn của tôi Hoắc Đình Sơn thấp giọng nói, anh ta là. Lương Thành Long cười nói, chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao mới tới, cũng là bạn của tôi, Trương Dương. Hoắc Đình Sơn nghe thấy tên của Trương Dương, lúc này mới biết vừa rồi mới nói chuyện với chủ nhiệm mới của ủy ban thể dục thể thao, đầu như to ra, Trương Dương trong thể chế Bình Hải vẫn rất có có danh tiếng, Hoắc Đình Sơn đã sớm nghe nói về hắn, biết rằng người này không dễ chọc, sớm biết là hắn ở đây xây kiến trúc trái quy định. Hoắc Đình Sơn nói sao cũng không tự mình ra mặt đâu, y ở sâu trong lòng thầm mắng Từ Quang Lợi, thằng ôn này không phải là hại người à? Biết rõ là ai xây nhà ở đây, vậy mà vẫn cố tình không nói cho mình biết, nếu Lương Thành Long không xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ lúc này y đã trở mặt với Trương Dương rồi. Bối cảnh của Lương Thành Long Hoắc Đình Sơn cũng biết rõ, hiện tại y minh bạch rồi, cũng thông rồi, dám xây nhà ở đối diện công trường trung tâm thể dục mới cũng chỉ có Lương Thành Long, người khác sợ Từ Quang Lợi nhưng gã thì không sợ. Hoắc Đình Sơn lập tức liền ý thức được chuyện này y không quản được, căn bản là không nên tới đây, y cười cười, đang chuẩn bị tìm lý do để chuồn. Trương đại quan nhân đã đổi sang vẻ mặt khác, cười tùm tìm từ trên cầu thang bước xuống, chủ động vươn tay về phía Hoắc Đình Sơn, thật sự là hoắc cục à, thất kính thất kính, tôi còn tưởng là du côn đến quấy rối, ngại quá, thật sự là ngại quá. Đám người của cục quy hoạch đều nghe hiểu, người ta đây là vòng vo mắng nhóm người mình, nhưng hoác đình sơn không lên tiếng thì không ai dám nói gì hoác đình sơn trong lòng tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn bắt tay với trương dương chỉ nắm tí là rút về ngay trương dương kéo tay y nhiệt tình mời khoác cục đi lên nhà nói chuyện hoác đình sơn nói không cần tôi còn có việc để sau đi trương đại quan nhân căn bản không cho y lý do cực tuyệt một tay kéo tay y một tay ôm vai y cái gì mà ngày khác đi nào lên lầu nói chuyện lương thành long cười ha ha kéo tay kia của hoác đình sơn hai người cứ như vậy minh mục trương đảm kéo hoác đình sơn đi lên một đám nhân viên công tác của cục quy hoạch trơ mắt nhìn cục trưởng bị người ta kéo đi không phải là họ không muốn quản mà việc này quả thật là không quản được trương dương là cấp bậc gì lương thành long là thân phận gì giao lưu ở tầng cấp của người ta bọn họ căn bản là không với tới được hoác đình sơn bị hai người kéo vào văn phòng chút khí lực của y căn bản không có biện pháp chống lại trương dương nếu không thể phản kháng, cục trưởng hoắc chỉ có thể lựa chọn chịu trận, đi tới Trương Dương, Trương Dương kéo y tới salon hai người vừa mới chuyển vào, cười nói, hoắc cục à, tôi đang chuẩn bị tìm ông đây. hoắc Đình Sơn cười khổ nói, anh tìm tôi có chuyện gì? Trương Dương nói, tôi xây dựng tòa nhà nhỏ lâm thời này, là bác làm việc ở hiện trường của tổ ủy hội vận hội tỉnh, án chiếu theo chỉ thị của bí thư tư, vốn là phải làm những chuyện ít tốn tiền, cố gắng tiết kiếm, nguyên tắc tránh phô trương lãng phí, vốn còn định tới cục quy hoạch của các ông để báo cáo, nhưng Lương Tổng nói loại kiến trúc có tính lâm thời này không cần cục quy hoạch phê chuẩn, Lương Tổng à, anh lần này suýt nữa thì hại tôi rồi đấy. Lương Thành Long vừa nghe là biết thằng ôn này đang diễn trò, hai người bọn họ quen nhau lâu như vậy, đã rất ăn ý với Trương Dương, Lương Thành Long lập tức phối hợp nói, loại kiến trúc có tính lâm thời này căn bản không cần báo xin phê chuẩn, cho dù báo xin phê chuẩn, phía cục quy hoạch có hoác cục đây, căn bản không có vấn đề gì. Trương Dương nói, hoa cục đúng là người tốt, tự mình tới hiện trường công trường phê chuẩn cho tôi, ông chắc chắn là bạn của tôi rồi. Hoa Đình Sơn thật sự là dở khóc dở cười, con mẹ nó, hai thằng ôn này kẻ sướng người hòa kéo mình vào trong cống, nhưng đã tới nước này rồi, y cũng khó xử, hôm nay y là mang mục đích điều tra kiến trúc trái quy định mà tới, nhưng đến đây mới biết được tình huống lại phức tạp như vậy. Hoa Đình Sơn nói chủ nhiệm trương, chúng tôi trên quy hoạch thị lý hình như không có, Trương Dương nói: "Đương nhiên không, nếu có, tôi đã dùng xi măng cốt thép rồi, ai lại đi làm nhà ghép như thế này?" Hoắc Đình Sơn nói: "Nhưng nơi làm việc xây ở đây thì hình như không được thích hợp lắm." Trương Dương nói: "Thích hợp mà, đối diện với cửa lớn của công trường trung tâm thể dục mới, vận hội tỉnh sang năm được tổ chức ở đây, tổ ủy hội chúng tôi đương nhiên phải làm việc ở hiện trường, càng gần sân thể dục càng tốt, nếu không phải nghĩ đến vấn đề an toàn nhân thân, tôi đã dựng nơi làm việc ở ngay trung tâm sân thể dục rồi. Hoác Đình Sơn thật sự là phục hắn rồi, nhân tài, người cứ thử xây ở trung tâm sân thể dục chính xem, từ quang lợi liệu có cam tâm để ngươi khi dễ trên đầu hắn không. Nghĩ đến đây, Hoác Đình Sơn bỗng nhiên ngộ ra, mình bị từ quang lợi lợi dụng rồi, chuyện phiền toái như vậy, người khác đều chỉ sợ tránh không kịp, mình lại chủ động dính vào, hiện tại thì hay rồi, muốn bước ra cũng không được. Trương Dương lấy giấy bút ra, đặt lên bàn uống trà, hoặc cục, ngài nếu đã đến đây, vậy thì viết giấy phê chuẩn cho chúng tôi đi, tránh sau này người khác nói ra nói vào, còn nói tôi là xây kiến trúc trái quy định, thật ra tôi cũng là nghĩ cho thị lý thôi. Thị lý giao quyền kinh doanh tiêu thụ vận hội tỉnh cho ủy ban thể dục thể thao chúng tôi, chúng tôi phải quán triệt chấp hành nghiêm túc. Hoắc Đình Sơn không muốn ký tên, y vẻ mặt ngượng nhịu nói, chuyện này tôi phải về thảo luận một chút, trung tâm thể dục mới là công trình hình tượng của thành phố chúng ta công trình xây dựng phải nghiêm khắc phù hợp với quy hoạch, nếu không. Lương Thành Long nói, công trình hình tượng là không sai, nhưng bây giờ vẫn chưa xây xong, đâu đâu cũng đều là công trường, có hình tượng gì mà nói chứ. Hơn nữa hiện tại là xây nhà ghép hoạt động, chờ trung tâm thể dục mới xây xong rồi thì lập tức dỡ đi, không có ảnh hưởng gì cả. Trương Dương cười tủm tỉm nói, trung tâm thể dục mới là để phục vụ cho vận hội tỉnh, vận hội tỉnh do Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tôi phụ trách kinh doanh tiêu thụ, cũng có nghĩa là trung tâm thể dục phục vụ cho chúng tôi. Tôi ở đây xây nơi làm việc hiện trường cũng là để hưởng ứng lời kêu gọi của thị lý được tốt hơn. Là vì đề cao hiệu suất công tác, cục trưởng Hoắc, nếu không hai ta cùng tới chỗ bí thư Từ hỏi một chút, xem tòa nhà hoạt động của tôi rốt cuộc có thuộc kiến trúc trái quy định hay không. Hoắc Đình Sơn nghe thấy hắn lôi cả bí thư Từ ra, trong lòng cảm thấy bất lực, y không định tiếp tục dính vào chuyện này nữa, sớm biết phiền toái như vậy, anh có mang kiệu tám người khiêng mời tôi, tôi cũng không đến nhưng nếu đã đến, muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng như vậy. chương 529, chui đầu vô lưới 3 Hoác Đình Sơn nghĩ thầm, không phải chỉ ký một tờ giấy ư. Có thể làm khó được tôi sao? Y cầm lấy giấy bút, ở bên trên viết một hàng chữ nhất nhất đồng ý án chiếu theo chỉ thị của thị lý mà làm việc. Phía dưới ký đại danh của Y, chiêu thức này của Hoác Đình Sơn khá là tuyệt diệu, anh không phải nói là bí thư thị ủy từ đã đồng ý sao? Tôi sẽ thuận nước đẩy thuyền, Tôi không thể đắc tội anh, nhưng tôi cũng không thể đắc tội với Từ Quang Lợi. Đồng ý án chiếu theo chỉ thị của thị lý mà làm việc, ý tứ là thị ủy đồng ý, tôi cũng sẽ đồng ý, thị ủy không đồng ý thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Sau này phát sinh bất kỳ vấn đề gì đều không liên quan tới tôi, tôi hôm nay sau khi thoát thân, về sau tôi không bao giờ nữa dính vào chuyện của các anh nữa. Trương Dương và Lương Thành Long trong lòng đều cười thầm, Hoắc Đình Sơn đúng là giảo hoạt có điều ý nghĩ viết như vậy là chuyện không liên quan gì tới y ư. Nằm mơ đi, chỉ cần ký giấy, đối với bọn họ mà nói, tòa nhà lâm thời này liền phù hợp với quy hoạch. Hoác Đình Sơn phê xong, chuẩn bị rời đi thì Trương Dương giữ lại nói, Cục trưởng Hoác, đừng đi vội, sắp tới giờ cơm rồi, ăn xong rồi đi. Hoác Đình Sơn nghĩ thầm, cơm của cậu không dám ăn đâu, y cười nói, tôi thật sự còn có việc, phải đi rồi. Trương Dương đã đạt được mục đích, cũng không tiếp tục gây khó dễ y nữa, mỉm cười nói, vậy chúng ta để hôm khác vậy. Hoắc Đình Sơn liên tục gật đầu nói, để hôm khác, để hôm khác. Y sau khi cáo từ hai người liên vội vã bỏ đi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhìn đám người của cục kế hoạch lên xe ô tô vội vã bỏ đi, Trương Dương và Lương Thành Long không nhịn được mà bật cười, Lương Thành Long cười đến khi thở hổn hển mới vịn vào lan can nói, cậu nói xem Hoắc Đình Sơn sau này liệu có trốn chúng ta không? Trương Dương nói, người của Đảng Cộng sản chúng tôi là càng gian khó thì càng phải tiến lên trước, làm gì có chuyện chúng tôi sợ hãi. Lương Thành Long nhìn công trường trung tâm thể dục mới ở đối diện, ý vị thâm trường nói, cậu thành thật nói với tôi đi, xây tòa nhà hoạt động ở chỗ này, có phải là muốn chống đối với từ quang lợi hay không? Trương Dương lắc lắc đầu nói, tôi đến bây giờ còn chưa biết từ quang lợi có hình dáng như thế nào, hơn nữa, tôi và y trước kia không có oán, gần đây không có thù, vì sao tôi phải chống đối với y. Xây dựng nơi làm việc hiện trường của tổ ủy hội vận hội tỉnh ở đây, mục đích là để làm tốt công tác tổ chức đại hội. Lương Thành Long bật cười ha ha, gã không tin động cơ của Trương Dương lại đơn thuần như vậy. Trương Dương có chút bất mãn chừng mắt nhìn gã một cái, nói anh cười cái gì. Tôi có nợ tiền công của anh đâu, lát nữa anh tới khoa tài vụ của Ủy ban Thể dục Thể thao thanh toán tiền công trình, tôi đã nói với Lưu Văn Viện rồi. Lương Thành Long nói, tôi không phải là vì chút tiền công trình đó đâu, tôi nói này người anh em, chơi thì chơi, nhưng ngàn vạn lần đừng để mình chịu thiệu. Chỉ hơn 10 vạn đồng tiền công trình, Lương Thành Long thật sự không để vào mặt, nếu đổi là người khác thì lại việc nhỏ này hắn nhất định sẽ không chịu làm. Nhưng Trương Dương đã mở miệng, gã không thể cự tuyệt được, xây nhà ghép ở đối diện trung tâm thể dục mới, Lương Thành Long cũng cảm thấy phi thường thú vị và kích thích, gã muốn theo vào xem náo nhiệt xem xem chuyện này cuối cùng sẽ phát triển thành như thế nào trương dương nói thế là có ý gì lương thành long nói cậu phải làm cho rõ cái mà nam tích muốn làm là vận hội tỉnh không phải thế vận hội olympic sức ảnh hưởng không có sức hấp dẫn càng không có cậu đòi quyền tiêu thụ kinh doanh để làm cái dám à lương thành long và đa số người cũng đều không xem trọng vận hội tỉnh của nam tích lần này trương dương nói năm đó khi tôi ở giang thành từng tổ chức một lần Tết văn hóa ẩm thực toàn dê, văn hóa và kinh tế cùng kết hợp, ảnh hưởng của vận hội tỉnh lần này nếu so với văn hóa ẩm thực toàn dê thì lớn hơn nhiều. Lương Thành Long tiếp lời nói, cho nên cậu đã nghĩ tới có thể kết hợp với kinh tế. Trương Dương cười nói, Tết văn hóa ẩm thực không có chỉ tiêu rõ ràng, vận hội tỉnh thì có chỉ tiêu, nhiệm vụ mà thị lý giao xuống, bảo đoàn đại biểu nam tích chúng tôi trong lần vận hội tỉnh này phải vào bảng huy chương và xếp trong thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng tổng, khó khăn so với năm ngoái lớn hơn một chút. Lương Thành Long nói, cậu tuyên bố với bên ngoài là phải giành vị trí dẫn đầu trên bảng huy chương vàng và bảng xếp hạng tổng, chuyện này đều truyền ra ngoài rồi, cậu thật sự không hiểu ư, cậu làm thế là tự tìm phiền phức cho mình đấy. Với trình độ thể thao của nam thích các cậu, muốn xếp hạng ba còn khó mà đòi xếp hạng nhất ư. Thằng ôn cậu khoác lác cũng phải có giới hạn chứ. Trương Dương nói, chuyện là ở người, người khác không làm được nhưng tôi chưa chắc đã không làm được. Lương Thành Long nói, tôi thực sự không coi trọng vận hội tỉnh lần này của Nam Tích các cậu. Hắn chỉ chỉ vào công trường trung tâm thể dục mới ở đối diện, cách lúc khai mạc vận hội tỉnh đến một năm, sân thể dục chính còn chưa xây xong nóc, chỉ cần động não suy nghĩ là biết rằng kế hoạch lúc trước của các cậu rất khó thực hiện, hiện tại tài chính Nam Tích gặp khó khăn, làm không tốt sẽ giảm bớt đầu tư vào trung tâm thể dục mới, hiện tại tôi đã nghe nói không ít lời đồn về phương diện này rồi. Trương Dương nói, sức ảnh hưởng của vận hội tỉnh kém, là vì thiếu nhân vật có ảnh hưởng, xưa nay chủ nhà đều coi vận hội tỉnh là một nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành, không ai nghĩ tới giá trị thương nghiệp của vận hội tỉnh cả. Lương Thành Long nói, đó là bởi vì vận hội tỉnh căn bản là không có giá trị thương nghiệp. Trương Dương nói, quyền quán danh ý nói thương gia tài trợ cho một hoạt động nào đó, có được quyền dùng thương hiệu hoặc phẩm bài của mình làm tên cho hoạt động của vận hội tỉnh anh tính xem bán được bao nhiêu tiền. Lương Thành Long bật cười, cậu là làm vận hội tỉnh cơ mà quyền quán danh ư? Có nhầm không đó, tôi bỏ ra 50 vạn mua quán danh, cậu có thể đổi tên đại hội thể dục thể thao tỉnh thành đại hội thể dục thể thao phong dụ không? Trương đại quan nhân lắc lắc đầu nói, 50 vạn, quá ít, anh nếu có thể bỏ ra 500 ngàn thì tôi còn có thể nghĩ lại. Đừng có nằm mơ, có 500 vạn thì tôi việc gì phải bỏ vào chỗ cậu? Cậu nghĩ tôi ngu lắm à? Trương Dương nói, mẹ kiếp, sao anh hôm nay cứ hắt nước lạnh vào người tôi thế? vốn tôi còn định thanh toán tiền công trình cho anh, bỏ đi, khoản tiền này anh cứ đợi đó. Lương Thành Long nói, mẹ kiếp, đây là lấy việc công báo thủ riêng. Trương Dương nói, với cái bộ dạng này của anh mà cả ngày khệnh khẳng gào thét hà, nói tầm mắt làm ăn của mình thế này thế kia, tôi thấy, anh chính là một cái chảy gỗ, không phải tôi bốc phét đâu, trước cuối năm nay, người tới tổ ủy hội đưa tiền sẽ xếp hàng dài, cứ đứng đó mà thèm thuồng đi. Lương Thành Long nói, với cái nhà ghép tám phòng này của cậu mà cậu tưởng là trậu châu báu hả? À? trương đại quan nhân cười tủm tỉm nói: khương thái công câu cá, có người tự mắc câu, con người tôi không thích để người ngoài tiện nghi. chuyện lấy việc công làm việc tư tôi thích làm nhất, quyền tài trợ trang phục của vận động viên vận hội tỉnh tôi tính tặng cho tập đoàn thiên kiêu. lương thành long nói: cậu đây không phải là tiện nghi cho người nhà, mà là hại bạn của mình. tự mình nhảy vào hố lửa còn không đủ, còn muốn kéo cả người khác theo. Trương Đại Quan nhân ném cho Lương Thành Long một lời đánh giá, tầm nhìn hạn hẹp. Hai người đang nói chuyện thì di động của Trương Dương đổ chuông, hắn bắt mày, là Hồ Nhân Như và Hải Lan cùng nhau tới Nam Tích, hai người lần này đến không chỉ là vì muốn thăm Trương Dương, mà chủ yếu là vì công việc. Trương Đại Quan nhân có chỗ tốt không thích để người ngoài tiện nghi, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, huống chi hiện tại lại không có ai coi vận hội tỉnh là nước phù sa cả mục đích mà trương dương gọi họ tới chính là liên hợp chuẩn bị nghiệp vụ vận hội tỉnh bộ trưởng bộ tuyên truyền lương tùng đã tỏ ý rõ ràng muốn bảo quyền cái mà trương đại quan nhân muốn làm trước tiên là phải tạo thế hắn phải tạo thanh thế của vận hội tỉnh ra trước lương thành long tuy rằng không biết trương dương nói gì nhưng từ vẻ mặt sáng ngời của thằng ôn này là có thể đoán được người mà hắn đang nói chuyện không phải là nam nhân trương dương vừa gác máy lương thành long cười nhắc nhở cậu hiện tại là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao phải chú ý vấn đề tác phong sinh hoạt. Trương Dương nói, anh có vợ thì được, còn tôi ngay cả bạn gái cũng không được có à? Lương Thành Long nói, ai thế? Sở Yên Nhiên à. Trương Dương không để ý tới gã, nhìn đồng nói, hôm nay tôi không tiếp anh được, có chuyện thì để mai hắn nói. Lương Thành Long nói, đã nói tối nay cùng nhau đi ăn cơm mà. Trương Dương cười nói, xin lỗi, tôi thực sự không rảnh, ngày mai tôi nhất định mời anh hắn xoay người bỏ đi, đi được hai bước lại nghĩ ra một chuyện, quay người lại nói với Lương Thành Long, Vân Hy Sơn Trang của anh hình như toàn để không đúng không? Lương Thành Long đầy cảnh giác nói, thì sao? Đưa cho tôi chìa khóa. Lương Thành Long nói, tôi tháng trước mới sửa xong, bản thân còn chưa ở được ngày nào. chương 530, nhắm mắt chịu đựng một. Trương đại quan nhân quay trở lại thân thiết ôm đầu vai Lương Thành Long, huynh đệ như tay chân, anh nói xem, hiện tại tôi vừa tới nam tích ngay cả chỗ ở cũng không có anh là nhà buôn đất nhìn tôi như thế này chẳng lẽ không có một chút lòng thương xót nào à chẳng lẽ không muốn giúp huynh đệ một lần ư lương thành long nói ủy ban thể dục thể thao của các cậu không phải cũng có nhà khách sao dù sao cậu ở đó cũng không tốn tiền trương đại quan nhân hai mắt trợn lên lương thành long anh có muốn lấy được tiền công trình không lương thành long vẻ mặt khổ sở móc chìa khóa ra tôi nói này người anh em cậu định mượn bao lâu? Trương đại quan nhân vỗ vỗ vai Lương Thành Long nói, tôi biết anh không phải là người nhỏ nhen mà, hơn 300 vạn so với tình bạn của chúng ta thì chỉ là cái rắm. Bạn từ xa tới, tôi cũng phải có chỗ chiều đãi người ta chứ, anh yên tâm, tôi mượn dùng tạm thời thôi, nhất định sẽ quý trọng từng cành cây ngọn cỏ trong biệt thự của anh, đợi dùng xong rồi, tôi nhất định sẽ trâu về hợp phố, tuyệt không làm ảnh hưởng anh kiếm tiền. Lương Thành Long vốn cũng không phải người ki bo, nhưng vừa mới sửa biệt thự xong, mình còn chưa vào ở được ngày nào đã bị Trương Dương bóc tem trước rồi. Lương Thành Long thật sự có hát xê út hối hận, sớm biết vậy thì không nói với thằng ôn này chuyện này rồi, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, trong từ điển của Trương Dương trước giờ chưa từng có hai chữ khách khí. Chấm, Hồ Nhân Như và Hải Lan buổi sáng ngồi máy bay tớ Đông Giang, ở lại Đông Giang một chút rồi lái xe tới Nam Tích, Hải Lan và Trương Dương đã lâu rồi chưa gặp nhau, nhớ tới bộ dạng cợt nhà của Trương Dương, Hải Lan tim không khỏi đập thình thịch. Hồ Nhân như vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Trương Dương, gác điện thoại, nói với Hải Lan, anh ấy bảo chúng ta trực tiếp tới Vân Hy Sơn Trang. Vân Hy Sơn Trang. Hồ Nhân như gật gật đầu nói, biệt thự xa hỏa ở phía đông ngoại ô Nam Tích, vừa mới xây xong không lâu, nghe nói phong cảnh không tồi. Hải Lan cười nói, anh ấy bảo vậy à. Hồ Nhân như mỉm cười, cô ta nhẹ giọng nói, cái miệng của anh ấy có thể biến người chết thành người sống, không tận mắt nhìn thấy thì chị cũng không tin được. Số người vào ở Vân Hy rất thấp, phong cảnh tuy rằng không tồi, nhưng lại ở chỗ hẻo lánh, chung quanh không có gì thương nghiệp đồng bộ. Căn biệt thự này của Lương Thành Long lại ở chân núi Thúy Bình Sơn Nam, phía Bắc Hồ Thiên Nga, Sơn Nam Thủy Bắc, phong thủy tuyệt sai, ở khu vực này gần đây mới xây thêm 5 tòa biệt thự, nhưng đã hoàn thành cũng chỉ có căn này của Lương Thành Long. Trương Dương trước khi tới đây đã mua không ít đồ ăn, sau khi nói chuyện điện thoại xong, Hắn liền nằm ở trong sân lẳng lặng chờ bọn họ tới. Đã là cuối thu, thiếu màu xanh tươi đầu sức sống, nhưng lại có thêm cảnh tượng ngày thu nhiều màu sắc. Trương Đại Quan Nhân nằm trên võng, lắc lư theo gió, rất thích ý, nhìn bầu trời xanh thẳm, trong đầu tính toán đại kế tương lai của hắn, bất chi bất giác hắn thiếp đi ở trên võng. Cho tới khi chiếc xe Audi màu đỏ của Hồ Nhân như lái vào sân, Trương Đại Quan Nhân mới mở mắt, trước tiên là nhìn thấy Hải Lan thân mặc áo khoác da, quần bò xanh Đi giày cao gót, dưới ánh nắng chiều, mái tóc đen nhánh của cô ta ánh lên màu đỏ, cái kính đen đã che lấp nửa lớn khuôn mặt, trên vai khoác một cái áo choàng lông dê cực kỳ phong tình, Trương Dương không nhìn thấy được mắt của Hải Lan nhưng lại cảm thụ được sự thâm tình nồng cháy của cô ta lúc này. Trương Dương bật cười, Hồ Nhân như từ phía khác đóng cửa xe lại, cô ta mặc quần áo màu đen, áo trong màu trắng, ăn mặc đúng kiểu phụ nữ công sở điển hình, tóc quấn lại ở sau đầu, đôi mi cong cong, mắt sáng trong veo trên chiếc mũi cao là một cái kính gọng đen. Trương đại quan nhân từ trên võng nhảy xuống, bước về phía hai người họ, mỉm cười nói, hai em nói xem, chúng ta nên bắt tay hay là ôm hôn. Tuy là nói vậy, nhưng hắn đã giang tay ra, nhẹ nhàng ôm Hải Lan, Hải Lan bị lồng ngực âm áp mà rộng rãi của hắn áp lấy, một loại hạnh phúc quen thuộc dâng lên từ tận đáy lòng, nhưng cô ta lại sợ thằng ôn này ở trước mặt hồ nhân như lại biểu hiện quá nóng bỏng. Đang cảm thấy xấu hổ thì Trương Dương đã buôn cô ta ra, lại ôm hồ nhân như một cái, trương dương nắm chừng mực rất chuẩn, lướt qua cái là dừng, không cho bọn họ quá nhiều không gian để phản ứng, biểu đạt rất tự nhiên, ôm như vậy giữa bạn bè là rất bình thường. Có điều sự ám muội trong đây, chỉ có người đương sự mới có thể thể hội được. Kỳ thật Hồ Nhân Như và Hải Lan đều biển quan hệ giữa họ và Trương Dương, nhưng có điều vi diệu là, loại quan hệ này thủy chung không điểm phá. Hải Lan cởi kính dâm, một đôi mắt trong veo như nước thu liếc một cái lên mặt Trương Dương, Hải Lan nói, anh cũng biết chọn chỗ đó, non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người. Trương Dương cười nói, anh thì chẳng thấy nơi này non xanh nước biếc gì cả, điều mà anh nhìn chúng là nơi này núi cao hoàng đế, không có ai quấy rầy sự thanh tịnh của chúng ta. Hồ Nhân như nói, anh đừng nói hưu nói vượn nữa, mau giúp chút đi nào, lần này bọn em từ Hong Kong mang về không ít quà cho anh. Trương Dương đi theo cô ta tới trước xe Audi, giúp đỡ lấy ra hai cái vali lớn từ trong cốp xe, một cái là của Hải Lan và một cái là của Hồ Nhân Như, nữ nhân sao đi tới đâu cũng mang theo nhiều hành lý như vậy nhỉ. Một trận gió thu thổi tới, Hải Lan theo bản năng khoác chặt áo choàng trên vai, đi theo Trương Dương về phía trước, nhìn ra được viện tử gần đây không được dọn dẹp, trên mặt đất trải đầy lá vàng, dẫm lên trên mềm nhún, đi mỗi bước lại phát ra tiếp lép nhép, khiến người ta càng cảm thấy rõ sự yên tĩnh ở nơi này. Trương Đại Quan Nhân mỗi tay kéo một cái vai ly, khí khái nam nhi hùng tráng thể hiện ra hết, miệng thì nói, tới thì cứ tới, còn mua cho anh nhiều đồ như vậy làm gì, một khoảng thời gian không gặp, đã coi anh thành người ngoài rồi ư. Hồ Nhân như cười khúc khích nói, chỉ có một ít là quà thôi, đa số đều là đồ đạc của bọn em. Trương Dương bước vào phòng khách, đặt pha ly xuống. Trang trí của biệt thự này hoàn toàn là án chiếu theo phong cách nông thôn mỹ thức, thân thiết mà ấm áp, đầu đầu cũng tràn đầy một cỗ hương vị hoài cựu. Hải Lan ngồi xuống lông. Hai tay ấn ấn đệm, em rất thích nơi này. Trương Dương cười nói, thích thì ở lại đi, thích ở bao lâu thì ở bấy lâu. Hồ Nhân như kéo một cái vali ra giữa, nói, hai người nói chuyên trước đi, em mệt rồi, đi tắm cái đã. Trương Dương, phòng nào là phòng của em? Trương Dương nói, phòng của bọn em đều ở tầng 2, cứ chọn thoải mái. Hồ Nhân như ừ một tiếng, cô ta kéo vali lên lầu. Nghe thấy tiếng đóng cửa ở trên lầu. Trương Dương đã ôm Hải Lan vào trong lòng, không đợi Hải Lan có Hải Lan đã hôn lên đôi môi anh đào của cô ta. Hải Lan ư một tiếng, hai tay ôm chặt lấy người hắn, đôi môi anh đào đón lấy môi hắn, hai người lặng lẽ hôn nhau một lát. Hải Lan nhẹ nhẹ đẩy hắn ra, chỉ lên lầu, cô ta lo hồ nhân như đột nhiên đi xuống, tuy trong lòng cô ta cũng hiểu rằng, hồ nhân như là cố ý tránh đi để tạo cơ hội cho họ. Hải Lan ôn nhu nói, em mang tới một món quà cho anh từ Hong Kong. Trương Dương cười nói, em chính là món quà tuyệt nhất của anh, những cái khác đều vô vị. Hải Lan nghe thấy câu này thì cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, chu môi nói, nói thì nghe hay lắm. Cô ta mở vali ra, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo, anh thử đi, không biết là có hợp không. Trương Dương cười ha ha nhận lấy, nhất định là hợp, mỗi một thước một tấc trên người anh em đều biết rõ mà. Hải Lan nghe thấy câu này của hắn liền cảm được bên trong có ngụ ý, mặt không khỏi đỏ lên lại lấy ra một hộp nước hoa nói, mấy ngày trước em có đi Pháp, mua về cho anh này. Trương đại quan nhân đã không còn là tên nhà quê ngày trước nữa rồi, không còn coi nước hoa cho đàn ông là mãnh thú hồng thủy. Hắn cười nói, em xem, em tặng anh nhiều đồ như vậy mà anh lại không mua gì cho em, anh ngại quá. chương 530, nhắm mắt chịu đựng hai Hải Lan nói, anh là cán bộ thanh liêm, làm gì có tiền mà mua quà. Có lòng là được rồi. Trương Đại Quan Nhân nói, không có gì để hồi báo, chỉ đành lấy thân báo đáp, em thích chỗ nào thì chỗ đó để cho em hưởng dụng. Hải Lan mỉm cười, tay đặt ở trước ngực Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ, anh đó, nói ít những lời hạ lưu thôi. Cô ta đứng dậy nói, lát nữa lại nói chuyện với anh, giờ em đi tắm cái đã. Trương Dương nói, hay là chúng ta tắm cùng nhau đi. Cười cười, không để ý đến không để ý đến, mang vali lên lầu phòng của Trương Dương ở lầu 3, hắn trước giờ đều là loại chủ nhân trong ổ chó không có lương khô, nhân lúc nhàn rỗi thử quần áo mà Hải Lan mua, đứng ngắm mình trước gương, tự cảm thấy mình đúng là không tồi, đúng vào lúc Trương Đại Quan Nhân đang tự sướng thì cửa phòng vang tiếng gõ nhẹ nhẹ, hồ nhân như mặc áo tắm màu trắng bước vào. Cô ta vừa tắm xong, mái tóc dài màu đen xóa xuống đầu vai, cô ta vốn đã quyến rũ lại càng tăng thêm vài phần hương vị lười biếng. Trương Dương chạy lên nắm lấy eo thon của cô ta, hồ nhân như cắn cắn môi, nói khẽ, đừng nghịch ngợp, bọn em lần này tới đây là vì công việc. a à, còn chưa nói xong thì bị Trương Dương đẩy vào tường, bộ ngực cao vút bị thằng ôn này nắm lấy, ánh mắt của hồ nhân như lúc này đã mơ màng như vừa uống rượu, hô hấp không khỏi trở nên rồn rập, khẽ lắc đầu, đừng làm loạn. Trương đại quan nhân oán giận nói, mọi người đều nói một hòa thượng đun nước ăn, hai hòa thượng tranh nước ăn, ba hòa thượng thì không có nước mà ăn, anh lúc này có hai hòa thượng, đã không có nước mà ăn rồi. Hồ nhân như bị câu này của hắn chọc cường, cô ta ôm lấy mặt Trương Dương, nói khét ngoan, em có phải là đi ngay đâu, thời gian còn dài mà, có muốn xem quả em tặng anh không? Trương Dương lắc đầu, ngón tay gẩy nhẹ một cái, áo tắm trên người hồ nhân như nhẹ nhàng rơi xuống, thân hình lõa lổ hiện ra trước mặt Trương Dương. Hồ nhân như thốt lên một tiếng, không ngờ hắn hiện tại lại dám làm loạn, mặt đỏ tới tận mang tai, muốn nhặt áo tắm nhưng lại bị Trương Dương ôm lấy rồi nhấc lên, đặt xuống giường. Hồ Nhân như nói, đừng, nhưng cô ta còn chưa nói xong thì đã cảm thấy cái thứ nóng rực và cương rắn đó đã đâm vào sâu trong cơ thể mình. Bởi vì Hải Lan vẫn còn đang tắm, Hồ Nhân như lo lắng cô ta tùy thời đều sẽ vào đây, trong lòng vừa thẹn thùng lại vừa khẩn trương, nhưng cô ta lại không có sức kháng cự lại thằng ôn này. Sự hít thở kịch liệt khiến cho ngực cô ta hết lần này tới lần khắp ép vào ngực Trương Dương bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt quấn lại với nhau, hồ nhân như cắn môi tựa hồ tựa hồ ấp ủ dũng khí cự tuyệt hắn, nhưng cuối cùng nhưng cuối cùng đôi mắt đẹp của cô ta vẫn chậm rãi nhắm lại, nếu không thể phản kháng, cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Rất nhiều lúc trong lòng mang tâm lý chịu đựng, nhưng lại có được sự hưởng thụ rất lớn, hai tay hồ nhân như túm chặt lấy chăn, ra sức mím chặt môi để mình không phát ra tiếng động, nhưng thế công của thằng ôn này tựa như vô cùng vô tận. Ý chí của cô ta tuy rằng vẫn còn đang đấu tranh, nhưng thây thể đã hoàn toàn khuất phục, tứ chi quấn lấy người trương dương, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. Suốt cuộc là đau khổ hay là vui sướng, chỉ có người trong cuộc mới rõ. Trương Dương thích nhìn vẻ mặt lúc này của Hồ Nhân Như, có thể khiến nữ nhân của mình được thỏa mãn, khiến hắn rất tự hào, so với vẻ ý loạn tình mê của Hồ Nhân Như. Trương Dương tuy rằng kìm lòng không đậu, nhưng cũng không quên sự tồn tại của Hải Lan, hắn nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân rất khẽ, càng lúc càng gần, sau đó thì dừng lại, sau khi dừng lại thì nhanh chóng rút lui. Cửa phòng cũng không có khóa, Hải Lan vừa rồi ra ngoài tìm bọn họ, vừa hay nhìn thấy cảnh kích tình khiến mạch máu người ta căng phồng, Hải Lan tuy rằng đã biết cái tính đa tình của Trương Dương, cũng biết quan hệ giữa hắn và Hồ Nhân như không bình thường, nhưng hai người lại ở trước mặt mình trình diễn một màn kích này, với năng lực chịu đựng của Hải Lan vẫn có chút khó chịu, cô ta lặng lẽ muốn đi, nhưng không chờ cô ta xuống được dưới lầu liền cảm thấy người khựng lại bị trương dương từ trong phòng đi ra ôm lấy hải lan đỏ mặt gắt bỏ em ra trương đại quan nhân lúc này giống như dâm ma chuyển thế chẳng nói chẳng rằng bế thúc hải lan lên hải lan vừa đánh vào ngực hắn vừa cầu xin thả em ra nhưng một chút khí lực này của cô ta căn bản không thể đánh tranh lại với trương dương đang bị sắc dục công tâm huống chi ý chí cự tuyệt trương dương của cô ta vốn không kiên quyết hồ nhân như lúc này mái tóc tán loạn cả người mềm yếu, trơ mắt nhìn Trương Dương bế Hải Lan lên giường, nhìn quần áo của Hải Lan bị cởi ra từng chút một, hồ nhân như xấu hổ dùng hai tay che mắt, nhưng lại không nhịn được muốn xem thêm, vụng trộm nhìn động tác của bọn họ qua khẽ tay. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của Hải Lan khiến hồ nhân như nghe được mà mặt đỏ tim đập thình thịch, hai người tuy rằng đều biết rõ quan hệ của đối phương với Trương Dương, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị thằng ôn này lôi cả lên giường. Trương Đại Quan nhân ở trên người Hải Lan sau khi chút hết toàn bộ kích tình, hôn lên môi Hải Lan một cái, nói anh yêu em. Sau đó thằng Ôn này lại hôn mạnh lên môi Hồ Nhân Như một cái, anh cũng yêu em. Hắn nhảy xuống giường, cười ha ha nói, anh yêu bọn em. Hải Lan và Hồ Nhân Như trên mặt đều lộ ra vẻ ngượng ngùng, hai người có chút xấu hổ nhìn đối phương, đồng thời cắn cắn môi, Hải Lan nhìn vết hôn trên ngực Hồ Nhân Như, nhẹ giọng nói anh ấy là một tên lưu manh. Hồ Nhân như nhìn thoáng hồng vẫn chưa hết trên mặt Hải Lan, một tên lưu manh dễ thương. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể vĩnh viễn trốn tránh được, rồi sẽ có lúc phải đối mặt, ví dụ như tình cảm giữa bọn họ, Trương Đại Quan Nhân một mực đều lo lắng làm thế nào để bọn họ có thể ở cùng với nhau, làm sao có thể khiến bọn họ hiểu được tình cảm của mình. Thằng Ôn này nghĩ đi nghĩ lại, cuối sau cùng chỉ có thể nghĩ ra một phương pháp đơn giản và trực tiếp, kéo hết họ lên giường, Trương Đại Quan Nhân không thể cảm thấy bình Thi bỉ vô sỉ hắn cho rằng đó là chuyện rất bình thường, ở thời đại tỷ y. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Hắn cũng hiểu rõ, thuyết phục bản thân thì dễ, nhưng thuyết phục người khác thì khó, cho nên hắn dứt khoát dùng chiêu bá vương ngạnh thượng cung, nhất tiễn song điêu, làm xong chuyện này rồi, Hải Lan và Hồ Nhân như mắng hắn vô sỉ cũng được, lưu manh cũng được, nhưng tờ giấy dán cửa sổ ở trong lòng họ cuối cùng cũng bị đâm thùng. Hải Lan và Hồ Nhân như chỉ tạm thời khó xử, ở sâu trong lòng bọn họ thật ra sớm đã thừa nhận sự tồn tại của đối phương, bọn họ đều yêu Trương Dương, cũng hiểu rõ không ai có thể độc bá được tình cảm của Trương Dương, nếu như vậy, chỉ có thể thử phân hưởng cùng đối phương, nhưng không ai ngờ rằng, bọn họ vừa tới Nam Tích đã bị Trương Dương bế lên một chiếc giường, nói ra cũng lạ, những bí mật thuộc về riêng họ trước đây, hiện tại đột nhiên thành bí mật chung của hai người, bọn họ cũng không sinh ra sự cừu thị mà lại thân thiết hơn nhiều. Hồ Nhân như thở dài mặc áo tắm vào, nói khẽ anh mấy là ma tinh trong số kiếp của chúng ta, chỉ có muốn trốn cũng không được. Anh ấy nhất định là sớm đã có chủ mưu, Hải Lan dùng chăn đơn che đi thân thể mềm mại, lại cảm thấy một cỗ nhiệt lưu tràn ra từ hai chân, cô ta đỏ mặt cúi người chạy vào toilet, từ khi yêu Trương Dương, cô ta chưa từng nghĩ tới muốn trốn chạy nữa. Trương Dương, người khởi xướng chuyện này, lúc này lại một mình nhàn rỗi ngồi trong phòng khách, pha một ấm trà, thưởng thức hương trà, nghĩ tới hình tượng anh dũng thần võ của mình vừa rồi, khóe môi bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý. Hải Lan và Hồ Nhân Như đã mặc lại quần áo xuất hiện ở phía sau hắn, mỗi người nhéo một lỗ tai của hắn, Trương đại quan nhân liên tục xin tha, hắn biết không ai thật lòng muốn nhéo mình. Hồ Nhân Như, lưu manh thành tính. Hải Lan mắng, tị bỉ hạ lưu. Trường 530, nhắm mắt chịu đựng ba. Hai người mắng xong đều buông tay hắn ra, một trái một phải ngồi xuống cạnh hắn. Trương đại quan nhân giang hai tay ra ôm lấy eo thon của họ, Hải Lan và Hồ Nhân như tự nhiên ngả vào lòng hắn, rất nhiều lúc chính là như vậy, một khi đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ này, một số sự xấu hổ không cần thiết sẽ tự nhiên biến mất. Hồ Nhân như lúc này mới có cơ hội lấy quà tặng cho Trương Dương ra, là một khăn trùm đầu màu đỏ đặc sắc của Ả Rập, cô ta đội giúp Trương Dương, Hải Lan và Hồ Nhân như nhìn thấy Trương Dương trông chẳng ra làm sao, hai người đều không nhịn được mà bật cười. Hải Lan khẽ cười nói, giống người Ả Rập quá. Hồ Nhân như nói, nếu phải chữ bát làm Real map thì càng giống hơn. Trương Dương nói, anh nghe nói Ả Rập cho phép một chồng nhiều vợ, hay là anh dứt khoát tìm quan hệ nhập tịch Ả Rập nhé? Hải Lan nói, anh nếu nhập quốc tịch Ả Rập, không biết có bao nhiêu cô gái Trung Đông sẽ ngả vào lòng anh, không khéo sẽ lại giấy lên một cuộc chiến tranh vùng vịnh nữa đấy. Hồ Nhân như nói, đi đi, sau khi đi, Trung Hoa Đại Địa chúng ta sẽ bớt đi một hỏa hại. Trương Dương nói, anh hay là không đi nữa, có thể bớt đi hỏa hại nào thì hay hỏa hại đấy. Hải Lan nói, em sao không nhìn ra anh có cảnh giới tư tưởng như vậy? Trương Dương cười nói, cảnh giới tư tưởng của anh không bằng hai em, bọn em sau này toàn bộ đều là kỳ nữ tử có thể liệt vào liệt nữ truyệt, để bảo hộ phụ nữ Trung Đông, vì bảo vệ hòa bình thế giới. Hai em hãy mang tinh thần không sợ hãi, mang theo ý niệm ta không vào địa ngục thì ai vào, xã thân cứu người. Loại tình thần này đáng để tất cả nữ tính trên thế giới học tập Hồ Nhân như không nhịn được mà bật cười bật cười Nắm tay lại đấm lên vai Trương Dương hai cái Nhân phẩm của anh sao mà vô lại thế Chuyện gì anh cũng có thể nói một cách quang minh chính đại Kỳ thật anh là kẻ vô sỉ nhất, mặt dày nhất Hải Lan nói Em còn cho rằng anh bảo bọn em về là có chuyện quan trọng muốn thương lược Nhưng cả nửa ngày rồi, anh là vì Nhớ tới tình cảnh vừa rồi Hải Lan lại là một trận mặt đỏ tim đập đấm lên vai Trương Dương hai cái, vô sỉ, hạ lưu. Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm nói, chúng ta tình cảm thì tình cảm thật, nhưng anh gọi bọn em về thật sự là có chuyện nghiêm chỉnh. Hồ Nhân như hỏi, chuyện nghiêm chỉnh gì? Trương Dương đem chuyện vận hội tỉnh nói ra. Hồ Nhân Như và Hải Lan đều lắng nghe nghiêm túc, chờ sau khi Trương Dương nói xong, Hải Lan nói, Nam thích làm vận hội tỉnh, theo như em nghe nói, thế vận hội Olympic những năm 84, không có một quốc gia nào tổ chức loại đại hội thể này mà kiếm được tiền, vận hội tỉnh bất kể trên quy mô hay là sức ảnh hưởng đều không thể đánh đồng với chuyện có tính quốc tế. Ở Trung Quốc bất kể loại đại hội kiểu này đều tràn ngập sắc thái chính trị, có thể nói điều mà các lãnh đạo thật sự chú trọng là ích lợi chính trị. Về phần hiệu quả và lợi ích hiệu quả kinh tế thì chỉ có thể xếp thứ hai. Hồ Nhân như nói, chị Lan nói đúng đó, muốn từ vận hội tỉnh kiếm tiền là rất khó khăn, trong nước trước đây có rất nhiều đại hội thể dục thể thao cỡ lớn. Cái gọi là doanh lợi cũng là sản vật dưới phương pháp tính toán đặc thù. Chuyện của Nam Thích em cũng có nghe nói tới không ít, đầu tư của cảng nước sâu xuất hiện vấn đề, do đó dẫn tới một loạt vấn đề trên tài chính của Nam Thích. Lãnh đạo thành phố Nam Thích thống khoái giao quyền kinh doanh vận hội tỉnh cho anh như vậy cũng là vì duyên cớ này. Trương Dương gật gật đầu nói, không sai, vận hội tỉnh ở trong mắt lãnh đạo thành phố đã trở thành gân gà, ăn vào thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc nên nói là bọn họ cũng muốn nhưng mà lại không bỏ được, cưới hổ khó xuống, nếu không cũng sẽ không giao quyền kinh doanh cho anh. Hải Lan nói, quyền kinh doanh vận hội tỉnh bản thân không có giá trị quá lớn, đưa một ví dụ ra nhé, lúc diễn ra á vận hội, một chiếc áo phông in hình gấu mèo pen pen có thể bán được với giá gấp đôi áo phông cùng loại, nếu như trên áo phông cùng chất in vật cắt tường của vận hội tỉnh, với giá đó không thể nào bán được, cho dù bán rẻ thì cũng không có ai cảm thấy hứng thú đạo lý tương tự tồn tại ở mỗi một bộ phận của quá trình kinh doanh tiêu thụ vận hội tỉnh, sức ảnh hưởng sơ sơ ra đó, anh muốn áp dụng phương pháp thành công của Á vận hội lên vận hội tỉnh là không thực tế. Trương Dương nói, các em nói đều rất có lế, nhưng các em đừng quên, đầu tư của vận hội tỉnh thấp hơn nhiều những đại hội có tính quốc tế, mục đích của anh chỉ là thể thao lên đài, kinh tế giúp sức. Hải Lan nói, trừ phi anh có thể lôi kéo nhiều xí nghiệp tài trợ, nếu không hy vọng thành công của vận hội tỉnh của anh là rất nhỏ. Trương Dương nói, xí nghiệp cũng không phải là tài trợ miễn phí, thời buổi hiện tại không ai là kẻ ngốc cả, xí nghiệp vui vẻ bỏ tiền, bọn họ là coi trọng chuyện có khả năng mang lại lợi ích kinh tế. Lợi ích kinh tế phải lợi dụng hiệu ứng quảng cáo để thúc đẩy, phương diện làm quảng cáo không phải là thế mạnh của anh, cho nên anh mới mời hai vị hiền nội trợ tới giúp cho anh. Trương đại quan nhân nắm lấy vai họ, hôn lên mặt mỗi người một cái. Hồ nhân như nói, thể thao lên đài, kinh tế giúp sức là ý tưởng tốt. Nhưng như vậy sẽ làm yếu đi ảnh hưởng của bản thân vận hội tỉnh, chính trị trong nước là cực kỳ phức tạp, bất kể là anh làm chuyện gì, đầu tiên cũng phải nghĩ đến nguyên tắc đảng tính, anh nếu có ý làm yếu đi sắc thái chính trị, tới sau cùng liệu có phải là ra sức mà không được lòng lãnh đạo không?" Trương Dương nói, muốn làm được việc thì không thể cứ lo trước tính sao, chuyện của Nam Thích đã vô cùng phức tạp rồi, sau khi anh vào ủy ban thể dục thể thao mới phát hiện, ủy ban thể dục thể thao này chỉ là cái thùng rỗng, một chút quyền lực cũng không có anh vất vả lắm mới xin được một chút quyền lực từ tay bí thư từ, mà tính khí của con người anh chính là hoặc là không làm, đã làm thì nhất định phải làm thật tốt. Hải Lan cười khẽ nói, cái mà anh giỏi nhất chính là phóng đại vô hạn chút quyền lực trong tay mình, phóng đại tới cực trí. Trương đại quan nhân cười xấu, nói phóng đại quyền lực một cách vô hạn thì anh không biết, nhưng anh giỏi nhất là phóng đại bộ phận nào đó trên người đấy. Hải Lan đỏ mặt nhéo lên tay hắn một cái hồ nhân như gắt đang bàn chính sự lại bị anh nói linh tinh vào rồi trương dương cười nói nhân như theo em thấy ý tưởng của anh liệu có thực hiện được không hồ nhân như nhíu mày nghĩ một chút rồi nói phương diện quảng cáo thì không thành vấn đề trên tay bọn em hiện tại có không ít khách to có thể khoác lên cho họ cái danh nhà tài trợ nhưng người ta chưa chắc đã vì quyền quan danh mà bỏ tiền đâu trương dương nói cái cần là ảnh hưởng thế vận hội Olympic sở dĩ hấp dẫn sự chú ý của người ta là vì nguyên nhân gì? Hải Lan nói, thịnh sự quốc tế đương nhiên là phải được chú ý rồi. Trương Dương lắc đầu, nói, ngôi sao, World Cup vì sao so với thế vận hội Olympic còn cuồng nhiệt hơn? Ngôi sao, NBA vì sao có thể khiến cho nhiều người chú ý như vậy, vẫn là ngôi sao, đừng có em nhẹ hiệu ứng ngôi sao. Hồ Nhân như nói, cho dù anh mời toàn bộ ngôi sao thể thao Trung Quốc tới Nam Tích, cũng không thể khiến toàn dân chú ý tới vận hội tỉnh. Trương Dương nói, chưa chắc đã cần ngôi sao, cái anh cần chỉ là hiệu ứng ngôi sao, ngôi sao thể dục, ngôi sao giải trí, ngôi sao xí nghiệp, ngôi sao chính trị, chỉ cần là ngôi sao là có thể mang tới ảnh hưởng trực tiếp cho anh là được rồi. Hồ Nhân Như và Hải Lan nhìn nhau, bọn họ bắt đầu hiểu được ý tưởng của Trương Dương rồi. Hồ Nhân Như nói, chỉ cần có thanh thế, có ảnh hưởng, vận hội tỉnh tất nhiên sẽ trở thành điểm nóng. Thành điểm nóng rồi thì sẽ có giá trị quảng cáo. Trương Dương nói, có giá trị quảng cáo thì tài nguyên sẽ ùn ùn kéo tới. Hải Lan nói, nói nhiều như vậy, bước đầu tiên của anh là định bắt đầu từ đâu? Chẳng lẽ anh cũng học theo người khác, đi chạy rước đuốc ư? Trương đại quan nhân mỉm cười nói, vì sao không thể? Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 530.